kính thưa tất cả các anh chị là lãnh đạo cũng là nhân viên của bệnh viện Nhi Đồng 1 cùng tất cả các anh chị ở các bệnh viện bạn tham gia cái buổi tập huấn trên cái phòng họp tiếng dung của phòng quản lý chất lượng bệnh viện Nhi Đồng 1. Niệm xin tự giới thiệu lại niệm là thạc sĩ bác sĩ Đỗ Văn Niệm hiện là trưởng phòng quản lý chất lượng của bệnh viện Nhi Đồng 1. Thì hôm nay rất là vui là được uh, có dịp chia sẻ với các bạn một cái phần nhỏ trong cái phương pháp cải tiến 5S. Xin tạm đặt cho cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là ứng dụng 5S trong quản lý khoa phòng. Thì cái chương trình đào tạo 5S của phòng quản chất lượng mình viện như đồng một thì đã triển khai lần đầu năm 2016 và có một cái hướng dẫn khá là chi tiết, một cái cuốn khá là dày. Cái, cái đây là cái tài liệu nội bộ. Uh, các khoa phòng của bệnh viện nhi di đồng một nếu mà triển khai thì nên có cái hướng dẫn này để mình làm theo. Mỗi cái hoạt động ví dụ mình dán cái nhãn lên là nó đều có cái hướng dẫn rất là chi tiết và có bản kiểm coi như mình làm có đạt yêu cầu hay không. Mình đi đánh giá hay mình lập một cái kế hoạch triển khai 5S nó cũng đều có những cái bước, những cái quy trình hướng dẫn thực hiện và nó có bản kiểm đánh giá mình hoàn thành tốt hay là xấu. Ở chương trình 5 s trước đây thì nó có hai cái chương trình chương trình cơ bản được à, tổ chức là một ngày còn cái chương trình nâng cao tổ chức là 3 ngày có cái phần thực hành thậm đánh giá trên hiện trường thậm chí có những cái trò chơi mô phỏng ở ngay tại hội trường để mình biết à, mình chuyển tải những cái khái niệm 5 s thành những cái hành động cụ thể Và như hôm nay thì đào tạo lại thành ra phòng quản lý chất lượng chỉ giới thiệu cái chuyên đề này khoảng chừng một tiếng rưỡi cho tới hai tiếng chắc chắn là nội dung nó sẽ không được tròn vẹn đầy đủ nhưng đây là những nội dung cốt lõi mà một người làm 5 s cần phải biết để mình tránh có đi sai những cái nguyên tắc của thực hành 5 s về mục tiêu của buổi tập huấn ngày hôm nay thì có 3 mục tiêu và hy vọng là cuối cái buổi này thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu thứ nhất đó là cái nhất là 85% của các bạn tham gia phải hiểu, phân tích được các khái niệm về 5S, lãng phí, mục đích, nguyên tắc, quy trình mình triển khai như thế nào. Đó là cái mục tiêu về mặt kiến thức. Cái này chúng ta phải đạt. Cái này sẽ đánh giá bằng cái lượng giá cuối khóa ha. 10 câu đó các bạn đánh giá có đạt yêu cầu không? 85% đạt yêu cầu coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu thứ hai và thứ ba là về kỹ năng và thái độ thì trên hội trường mình không có hình thành cái kỹ năng và thái độ đó là kỳ vọng cho tương lai hy vọng trong đánh giá điểm 5 s cuối năm 2022 thì 70 những người có tham gia trong cái khóa này phải làm được ba cái s đầu tiên tổ chức phân loại sắp xếp và sạch sẽ cho nó đúng theo quy chuẩn của 5 s và cái mục tiêu thứ ba là làm sao ít nhất 50 người ngồi trong cái phòng zoom này phải tự giác thực hành 5 s hàng ngày Tại sao Niệm lại chọn con số 50%? Tại vì nếu 50% người này thực hành lập đi lập lại thì sẽ lôi kéo những người khác. Mà theo nguyên tắc đa số thì chỉ qua 51% là nó sẽ chuyển dần. Thì từ từ khoa phòng mình sẽ có cái văn hóa 5S. Đó là tại sao Niệm đặt cái mục tiêu thái độ. Là sau khi lớp học thì chuyển đổi thái độ được 50% những người có tham gia. Về nội dung thì nếu các bạn... Các bạn đã từng tham dự những cái khóa học 5S mà nó dài ngày hơn, trước đây thì chắc là đã biết cái nguyên cái nguyên tắc 3C, 3 chữ C nó có gồm có là concept, tức là khái niệm, rồi communication là truyền thông và cái thứ ba là coercion là là sự bắt buộc do là cưỡng bức á, đôi khi quản trị nó có có bị ép buộc một tí xíu. Cái khái niệm này thì trong cái chương trình ngày hôm nay chúng ta tập trung vào khái niệm và cái chữ là C đầu tiên tức là chữ khái niệm nhưng mà khái niệm không phải hiểu nó là gì thôi mà khái niệm để mà học cho gãy gọn khái niệm thì phải trả lời được ba câu hỏi câu hỏi thứ nhất nó là cái gì nghĩa là hôm nay mình phải học được phải hiểu cho gãy gọn là 5 s thực tế nó là cái gì thứ hai là vì sao lại cần phải làm 5 s và thứ ba là làm nó như thế nào tức là ba câu hỏi đây là ba câu hỏi nền tảng trong hoạch định chất lượng bình thường mình hay nói là lập kế hoạch đó nhưng mà trong chất lượng thì họ hay gọi cái đó gọi là hoạch định và ngoài cái phần gì khái niệm á, thì mình cũng cố gắng lồng ghép những tình huống thực tế mà ở khoa phòng mình làm ví dụ như mình quản hồ sơ là làm sao mình quản cái tủ thuốc là làm sao trang thiết bị là làm sao có khoảng chừng 5 tới sáu cái tình huống để mình biết là những cái điểm cốt lõi mà mình cần nên thực hiện trong những cái tình huống đó. vậy mình sẽ tìm hiểu cái phần đầu tiên là về lịch sử của nó học cái gì thì cũng phải biết một tí xích lịch sử ha. năm S nó đã được giới thiệu khá là lâu lần đầu tiên nó giới thiệu là năm 1990 đây là cái khái niệm được đưa ra của một kỹ sư người Nhật Bản của công ty Toyota ông ta có cái tên tiếng Nhật đọc cũng niệm đọc cũng hay hay bị vấp là Hirozuki Hirano trong một cái tác phẩm có tên là Phi S for Operator. Ở phần cuối, Niệm sẽ giới thiệu cái tài liệu tham khảo thì có cái cuốn sách này. Đây là một cái cái kỹ sư, ông giới thiệu ở trong công ty Toyota và ông giới thiệu đó là lần đầu tiên ông đưa ra cái khái niệm 5S với 5 trụ cột làm sao để trực quan trực quan hóa cái khu vực làm việc năm cái từ nam s này nó phiên âm từ tiếng nhật ra là cũng là chữ 5 s nhưng mà họ cố gắng họ dịch qua tiếng anh nó gồm có chữ gọi là short set in order size, standard và stand thì mình dịch ra tiếng việt là sàng lọc sắp xếp sạch sẽ săn sóc sẵn sàng nó năm cái từ tiếng việt này nó lại cố gắng dịch cho nó có năm cái chữ s thôi chứ nó thực tế nó không có chính xác thành ra chút xíu chúng ta sẽ vận khái niệm chúng ta sẽ mổ xẻ làm sao chúng ta hiểu đúng cái khái niệm đó nếu chúng ta hiểu sai khái niệm thì thực hành thì rất là dễ sai vậy thì vì sao mà mình phải làm 5S? 5S, 5 s 5 s năm trụ cột của 5 s nó giúp chúng ta trực quan hóa Các khu vực cái vùng làm việc cái quy trình làm việc nhằm đạt được những cái mục tiêu sau đây cái nhóm mục tiêu thứ nhất là nó liên quan rất là sát sườn đến về chất lượng nó có ký hiệu bằng bốn cái chữ chữ b tức là performance nói về hiệu suất chữ c uh, chữ q tức là chất lượng quality chữ c tức là cost chi phí làm sao phải giảm chi phí tạo ra dịch vụ bây giờ mà tự chủ tài chính thành ra giảm chi phí là một trong những con đường rất là quan trọng để mà cải thiện chất lượng dịch vụ và chữ d tức là delivery tức là giao hàng ở bệnh viện mình thì cái dịch vụ giao hàng có khi nó không có rõ ràng lắm nhưng những khâu chuyển giao từ người này qua người khác chính là giao hàng ví dụ như ở xét nghiệm cái khâu mà trả kết quả thì nó là thuộc cái chữ đi đó ha delivery chúng ta phải phải rõ về chất lượng tuy nhiên nam s nó không dừng lại ở đó mà nó còn nhằm cải thiện cái sự an toàn lưu ý an toàn chữ safety là rất quan trọng Chữ an toàn này không phải chỉ là an toàn người bệnh, mà còn bao gồm cả an toàn lao động. An toàn lao động ha. Nhưng nếu mà đặt vô cái bối cảnh COVID này, thì an toàn lao động là rất quan trọng đó ha các bạn. Ờ, cái vụ mà nổi cái phương tiện phòng hộ thôi đó, mà xài không có đúng đó, là nó không đảm bảo nguyên tắc an toàn lao động. Nó cũng là một phần của 5S đó. Và cái cuối cùng, vì nó trực quan quá này, nó rất là dễ làm, mọi người rất là dễ thấy, nó là rất là minh bạch, thành ra nó sẽ giúp cho các thành viên trong cái nhóm làm việc rất là ít cãi cọ với nhau tại vì nó nó rõ ràng quá rồi, không có tranh cãi nhau. Thành ra người ta nói là nó sẽ giúp cải thiện về tinh thần đội nhóm. Cái chữ M đó tính là morale. Đó là mục đích. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn một tí xíu về khái niệm, phương pháp và những công cụ liên quan đến 5S. Như đã nói lúc nãy, 5S nó được xem là một công cụ trực quan, nhưng mà nếu nói chính xác hơn, nó là một phương pháp vì nó chứa, nó hàm chứa trong đó rất nhiều cái công cụ nhỏ hơn thành ra nói chính xác thì phải gọi là 5S là một phương pháp quản trị trực quan trong quản trị tinh gọn, phiên bản quốc tế của nó có tên Linh ha, hay là à, nếu mình nói phiên bản của Nhật Bản thì là sản xuất theo kiểu công ty Toyota Nhật Bản đây là một cái phương pháp rất là dễ sử dụng, hiệu quả rất là cao không có tốn gì nhiều chi phí hết Tuy nhiên để nó thực sự hiệu quả thì cần phải sự cam kết rất là lớn. Mọi người tham gia thì phải quyết tâm. Thấy nó nhỏ, thấy nó dễ dễ chứ mà không quyết tâm thì rất là dễ bỏ cuộc. Và chính vì thế, việc duy trì được hay không thì nó mới quyết định. Tại sao người Nhật họ làm 5S rất là dễ? Có lẽ họ có một cái nền tảng văn hóa của người Nhật là cái tính cộng đồng, À, ở Nhật họ có cái tinh thần võ sĩ đạo mình coi mấy cái phim kiếm hiệp gì thấy thấy là thật hứa một cái là lấy cái đào ra sao xử liền ha tự xử ha đó là tinh thần võ sĩ đạo còn những cái nước khác cái cái tinh thần văn hóa cộng đồng họ có khi là không có bằng như người Nhật thành ra mình triển khai 5 s khó hơn rất là nhiều cái đây khoảng 2 năm thì niệm có trao đổi với một cái bạn bác sĩ trẻ mới về ở như đồng một thì bạn nói này lúc mà em ở trong trường y á, có một cái dịp đi tham quan những cái công ty cái này là những cái chương trình bên đoàn thanh niên họ đi tham quan công ty thì em thấy rất là lạ là cái công ty đó là đi thi đi, đi tới á, từ ông tổng giám đốc hay ông cái chức vụ rất là lớn trong công ty nhưng mà ông vô những cái vị trí trong công ty á, là ông thay dép ông làm y như một nhân viên bình thường à, thì đó chính là cái cái nền nếp cái văn hóa của năm S rồi à, thì chúng ta lưu ý cái cái năm cái năm S đó nó cái chuyện mà cam kết là rất quan trọng và thực thi cái phần đó vậy thì 5 s nó được xem là một phương pháp cơ bản trong quản trị tinh gọn tức là linh thì 5 s tức là cái phòng của trực quan trực quan quá cái quá trình làm việc cái phương pháp thứ hai mà trong linh nó có là gọi là khăn băng tức là hệ thống kéo và thứ ba cái công cụ gọi là game ba cái này thì tiếng việt có một số anh chị dịch ra là gọi là tuần tra 5 s nghe cái tuần tra thì tương đối là hình sự thành ra mình có thể nói là giám sát hay đánh giá thực hành tốt 5 s gì đó cho nó nhẹ nhàng hơn thì trong cái chương trình này thì chỉ giới thiệu lướt qua một số cái của căn băng và game thôi chứ mình chủ yếu là đi về 5 s như đã nói ở phần trên thì 5 s nó cái tên 5 s nó đưa ra cho chúng ta là năm cái yêu cầu à, năm cái chữ là sort, set in order sai rồi standardize, rồi sustain là đưa ra năm yêu cầu tuy nhiên 5 s không chỉ thế mà 5 s còn nhiều hơn thế ngày nay nếu áp dụng 5 s thì chúng ta phải nghĩ ngay đến an toàn tức là chữ safety tức là s thứ sáu và an toàn nó có một cái cặp một thứ mà gọi là cặp bài trùng đi song song với nó đó là an ninh security tức là 7S. Ngày nay nói đến 5S không phải là 5 sao mà phải là 7 sao vì nội hàm của 5S ít nhất là 6 sao giống như khách sạn hồi xưa mình có là khách sạn 5 sao thì bây giờ nó có khách sạn 6 sao rồi rồi nó có khách sạn 7 sao rồi nên là 5S nó cũng đi theo đó chúng ta nhớ ha vì mình vẫn lấy cái tên là 5S nhưng mình làm thì phải làm 6S hoặc là 7S nội hàm của nó rộng hơn rất là nhiều so với cái lần đầu tiên à, nhưng mà ngay từ cái phiên bản năm 90 thì người ta cũng đã nói về an toàn rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ mổ xẻ về cái năm thành phần của năm S. An toàn và an ninh thì nó rất đặc thù theo chuyên ngành, theo nghề nghiệp. Ví dụ an toàn sử dụng thuốc thì nó sẽ khác, trang thiết bị thì sẽ khác, nó liên quan tới yếu tố pháp lý rất là nhiều thứ khác. Thành ra trong nội dung của chuyên đề này thì chúng ta sẽ không đi sâu vào hai cái chữ S ở sự cuối mà chỉ đi năm cái chữ S cơ bản như niệm nói lúc đầu thì năm cái chữ S ở trong tiếng Nhật nó là gồm có là Sayri, Saytong, Saysoi, Sayketsu và uh, sisuke dịch ra tiếng Anh là sort, set in order, size, và stand tiếng Việt thì sàng lọc, sắp xếp sạch sẽ, chăm sóc sẵn sàng và niệm đã cố tình phải đóng cái dấu ngoặc kép ở hai bên để cho các bạn nhằm nhắc các bạn rằng nội hàm của năm cái chữ này là không chính xác về mặt thuật ngữ thành ra chúng ta áp dụng nó lại cẩn thận và cũng không nên sử dụng năm cái chữ này trong cuộc truyền thông 5S tức là mình treo ở trong khoa phòng đi đâu cũng thấy sàn lọc sắp xếp sạch sẽ săn sóc trong sàn nhưng mà nhìn ra ngoài thì nó không có giống thành ra chúng ta hãy làm đừng có treo mấy cái chữ này lên không nên không cần treo nếu treo thì cũng chỉ treo một chỗ thôi cho nên đi có nhiều nơi là treo rất là nhiều nhưng mà nhìn vô thì không phải 5S vậy thì vì nội hàm nó không có rõ thành ra ở bên cột cái tiếp có cái chữ là ý nghĩa màu vàng ha thì niệm đã cố gắng tóm tắt lại nội hàm của năm cái khái niệm cái thứ nhất chữ sàng lọc được hiểu là organization tức là tổ chức và phân loại mọi thứ ở trong cái vùng làm việc và nếu các bạn coi trên google thì những cái đồ họ được qua họ thấy là Nghĩa là loại bỏ những thứ không cần dùng khỏi vùng làm việc rồi có cái thùng rác cái bên thành ra nếu mà vậy là giống như mình rất là dễ hiểu nhầm là cái gì không có cần thiết ở thì mình đem mình bỏ đi đó là rất là sai loại bỏ những thứ không cần dùng khỏi vùng làm việc chúng ta làm chúng lưu ý là không để nó ở trong vùng làm việc để đừng có vướng víu đừng có gây mất an toàn còn cái chuyện vùng làm việc là cái gì chúng ta sẽ bàn cái khái niệm này sau đó là phương pháp tổ chức phân loại ha cái thứ hai là làm sao để duy trì sự ngăn nắp muốn như vậy á, thì phải sắp xếp làm sao đó cho nó vật dụng là rất là dễ dễ tìm dễ lấy dễ thấy và lấy ra xài rồi thì trả lại cũng rất là dễ thời gian rất là ngắn ở đây họ cho mình là ba chục giây phải lấy ra cho được và trả lại cho được cái thứ ba là làm sạch sạch sẽ tức là phải làm sạch thì ở đây lâu lâu là mình hay tổng vệ sinh nhà cửa rất là sạch đẹp được chừng mấy bữa thì nó quay trở lại thì cái chữ làm sạch đây nó bao gồm hai cái cái nội hàm nội hàm thứ nhất là ai mà lỡ mà bày bừa ra thì phải trách nhiệm dọn ngay đó là trách nhiệm cá nhân cái này làm ngay chứ không có nói gì hết cái thứ hai là chu kỳ thực hiện định kỳ nếu là khu vực đó được phân công cho ai làm vệ sinh thì tới giờ làm mấy giờ là mình phải biết có trách nhiệm rất là rõ ràng vì nếu một người bày bừa gần tới dọn vệ sinh Gần tới giờ người ta dọn vệ sinh Thì vẫn phải thực hiện trách nhiệm cá nhân Người kia họ chỉ làm cái phần chung Còn nhà mình cái này là đôi khi là mình bày bừa Rồi để cho cái người kia họ dọn Lúc đó là nó biến trong khoa mình có một cái đội dọn dẹp Còn những người khác thì không làm gì cả Đó không phải là hiện thân của 5S sau khi mình làm ba cái đầu cho nó tốt rồi duy, muốn duy trì nó thì phải tiêu chuẩn hóa nghĩa là phải có một cái tiêu chuẩn những cái hướng dẫn rất rõ, rõ ràng điểm rất là đặc biệt của năm S là những hướng dẫn này nó phải hướng dẫn theo kiểu trực quan chứ không phải là mình viết một cái tài liệu rất là dài và không ai cất vô ngăn kéo không ai biết hết cái đó là rất là nguy hiểm nó không có đúng tinh thần của năm S tiêu chuẩn hóa này rất là trực quan thì mới được làm sao để cho anh lưu trữ cái vật dụng là rất là rõ ràng không gây nhầm lẫn và chính vì yêu cầu cái tiêu chuẩn hóa trực quan này thì là một một trong những hoạt động gần như mà chúng ta thường phải làm đó là dán nhãn các vật dụng nếu mà cái đó nhìn mà người ta khó phân biệt thì người ta sẽ có cái nhãn phía trên và nó có xảy ra một cái hậu quả là cái gì cũng dán nhãn hết mà khi hỏi vì sao phải dán thì không biết dán để làm gì đó là cái mà chúng ta cần lưu ý 5S thường áp dụng nhãn dán nhưng không phải cái gì cũng dán và không cái nhãn nó cũng có những cái nguyên tắc của nó thành ra chúng ta phải cẩn thận và cái cuối cùng là duy trì cái trạng thái kỷ lục hay nói cách khác là văn hóa tổ chức nếu mỗi ngày mình làm một ít một ít mình sửa một ít thì từ từ mỗi người sẽ có hành vi tốt về 5S và mọi thứ nó rất là ngăn nắp trật tự cái này mình ví dụ giống như là ở nhà một bà quản gia có một một mình thôi, thành ra rất là dễ thực hiện 5S. 5S chẳng qua là nguyên áp dụng nguyên tắc của Housekeeping của cái bà quản gia thôi. Nhưng cái bà quản gia có một mình thôi, thành ra để đồ đâu là nhớ đó và có tối có tắt đèn tối thui vẫn lấy được đồ ra mà xài. Còn ở trong mà khoa phòng thì nó một tập thể rất nhiều người phải làm theo một cái quy chuẩn chung thành ra cái cái bước số năm số bốn là cái tiêu chuẩn hóa nó rất quan trọng và dựa trên tiêu chuẩn hóa đó để làm riết rồi nó quen nó thành kỷ lục thành văn hóa thì lúc đó 5 s nó mới ở lại với chúng ta ờ, những cái khóa mà niệm giới thiệu về mặt quản lý chất lượng thì hay phân tích khá là nhiều về nội hàm của các khái niệm thì có một số bạn không có quen cái cái phong cách này có khi là thấy hơi bị chán một tí xíu nhưng niệm cũng muốn nhắc luôn cho các bạn là nếu các bạn là ở cái ngành y thì mình xuất thân từ ngành khoa học tự nhiên thành ra uh, những cái gì công thức uh, nguyên tắc nguyên lý là một cộng một bằng hai thì nó rất là rõ ràng còn ngành khoa học xã hội thì nội hàm của khái niệm á, là rất là quan trọng nếu chúng ta hiểu sai thì hiểu sai sẽ làm sai thành ra niệm lưu ý các bạn là học cái gì bên quản trị thì phải lưu ý về khái niệm nắm chắc khái niệm thì mới có thể làm đúng Thành ra cái, cái slide này mình sử dụng khá là nhiều thời gian là thế. Vậy bây giờ nguyên tắc sắp xếp và phân, phân loại và sắp xếp nó có hai chữ thôi. là Chữ thứ nhất là chữ gần và thứ hai là trực quan. Thì khi nào là xếp gần? thì Để xếp gần á, thì áp dụng nguyên tắc ban là à, trước đây niệm phải nói cái nguyên tắc là là runner repeated strand nhưng mà tiếng Anh là sao khó nhớ bây giờ mình thấy là niềm dịch ra tiếng Việt đây nó, thành ba chữ là nó khá là dễ nhớ cái chữ thứ nhất là runner cái gì mà thường xuyên dùng liên tục nghĩa là ngày nào cũng dùng hết thì phải để gần để gần với cái nơi mà cái người ta làm việc cái chỗ chữ gần đó là vùng làm việc mà chút xíu sẽ mổ xẻ cái nào là vùng làm việc ở trong khoa phòng mình ha cái thứ hai là cái gì mà dùng lặp lại tức là ít nhất một tuần cái mình cũng phải xài nó thì tùy theo cái nhà mình chặt hay hẹp nhà càng chặt thì thì cái chu kỳ nó càng phải gần thì mình mới để à, dùng lặp lại thì biết tịch là nó ở gần hơn liên tục là gần nhất lặp lại là gần hơn còn cái gì món gì hỏi cái này để đây làm gì người ta nói là lạ lắm à nha cái này là là, là cẩn thận ha nó rất là lạ lắm mà người ta không biết để đó để làm gì cái món lạ lắm này á nên cho nó vô kho à khi mình xác định được cái nào là vùng làm việc thì phần còn lại sẽ là kho khá là đơn giản như thế ha cái thứ hai là trực quan trực quan là nguyên tắc 3D 3D là nó dưới tắt từ ba cái chữ đầu tiên của làm sao dễ tìm dễ tìm đương nhiên là sẽ dễ thấy thấy rồi nhiều thứ thấy rồi mà lấy ra không có được chấp kệ chồng lớp 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 nhiều lớp phải khiêng mấy cái lớp ở phía trên xuống rồi mới lấy được cái lớp dưới thành ra dễ lấy là nó cũng không, không trồng lắm nhiều và lấy xong trả lại thì phải biết chỗ để trả trả lại rất là dễ cái này là kỹ thuật bóng mờ đó chúng ta lưu ý chỗ đó vậy thì trong cái chuyện mà phân loại này á cái nguyên tắc số 1 là tung theo nguyên tắc ban là để phân nhóm đầu tiên tuy nhiên nó như thế không đủ mà mình vô một cái bối cảnh cụ thể thì mình phải coi là có những cái yếu tố khác để cho mình phân loại ví dụ như thuốc thì ngoài cái chuyện là ba l này mình phải coi là à, thuốc là dược họ quy định là phải để theo nhóm là cái nghiện hướng thận nó vô một cái ngăn có khóa chẳng hạn rồi cái thuốc khác thuốc tim thuốc gì đó thuốc tim rồi thuốc uh, thuốc uống thuốc dùng ngoài hay dịch truyền uh, nó có những nguyên tắc phân loại khác đó thì chúng ta lưu ý cái, cái rồi trong cái tủ thuốc trong cùng cái nhóm thuốc đó là có loại là thuốc uh, độc với lại thuốc không độc thì nó phải phân loại riêng vậy là là ba cái nguyên tắc ban là đầu tiên á nó quyết định là cái gì có trong tủ thuốc còn những cái nguyên tắc phân loại về dược á nó sẽ quyết định là cái đó để ở đâu trong tủ thuốc thì chúng ta kết hợp những cái uh, quy tắc của 5 S với quy tắc nghề nghiệp thì chúng ta sẽ ra cái hệ thống phân loại trực quan rồi, chúng ta lưu ý ha rồi bây giờ nói là gần cái chữ gần thấy vậy chứ không có dễ đâu vô thực tế không có dễ đâu À, một cái phòng nó nó có bốn người ngồi giả dụ như ngồi bốn góc của cái slide này đi xong vậy nói gần là phải công bằng đúng không? Công bằng là để ngay chính giữa cái tâm của cái hình chữ nhật đó thì ai đi tới cũng 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 cũng, cũng gần nhất rất là công bằng như thế là chúng ta đang áp dụng nguyên tắc cao bằng chứ không phải công bằng đâu các bạn tại vì gần gần nếu mình để cái gì nó mà gần nghĩa là tổng thời gian di chuyển của tất cả mọi người trong phòng khi mà cần dùng cái vật đó là nhỏ nhất à vậy thì niệm đặt ví dụ như cái người có một cái trong bốn người đó cái người ở góc trên bên phải góc trên bên phải mà sử dụng hết 80 phần trăm cái vật dụng đó ở trong cái phòng này thì có lẽ là để ngay sát bên cái ông đó là sẽ tiết kiệm được tổng thời gian di chuyển cho nhóm chúng ta phải phải lưu ý chỗ đó ha vậy thì để cái cái vật dụng đó ở gần ở đâu á là gần là phải tính tình bối cảnh chung nó có sự đồng thuận đồng ý chung của cả nhóm ở đây phải coi là thứ gì dùng chung thứ gì dùng riêng à, và cái chỗ để của mình nó có thuộc, nó phải thuận lợi cho uh, chung cho cả nhóm thì cái đó nó mới đạt cái nguyên tắc bây giờ mình mổ sẻ một tí xíu rồi cái chữ gần chữ gần tức là vùng làm việc ha cái gì gọi là vùng làm việc trong OS là gần còn không phải vùng làm việc là xa hay là kho vì vùng làm việc được định nghĩa khá là đơn giản đó là nằm trong tầm với à, cái này cái từ này nó có cái gián dấp của bên võ thuật mình thấy là võ thuật là cái sải tay ha cái sải tay ha mình vừa trong cái sải tay thôi à, thì mới đánh trúng người ta còn nếu không là ra đòn mà nó ngoài cái tầm của sải tay thì đánh hoài mệt thôi chứ đâu có trúng đối thủ thì cái trong tầm với á, fighting zone đó đó là gần đó là vùng làm việc vì nếu mà ví dụ như niệm đang ngồi ở trên cái bàn làm việc này nó có rất là nhiều ngăn kệ cái học bàn những cái học bàn mà trong tầm với của niệm ngồi thì không cần phải gì lấy đồ rất là nhanh thì đó là vùng làm việc những cái ngăn nó ở rất là thấp sát dưới đất luôn muốn lấy thì phải đẩy cái ghế ra rồi mới cúi xuống dưới mới kéo đây ra thì cái đó nó vô hình nó biến thành khó. Tương tự như nếu mình có những cái kệ những cái xe ở cao lên những cái nào mà trong tầm với mình lấy rất là dễ thì đó là vùng làm việc. Còn những cái kệ mà ở rất là cao phải bắt ghế, bắt thang rồi leo lên để lấy, lấy một lần rất mất thời gian thì đó là kho. Chứ không phải kho là phải treo cái bảng lên, đây là là kho đựng cái gì mới là kho. Chúng ta lưu ý ha. Đó, khái niệm vùng làm việc rất đơn giản như thế. Và nếu chúng ta hiểu sai khái niệm về vùng làm việc thì sắp xếp sẽ không có chính xác. Tại sao mình phải xếp vào gần? Vì nhằm ba cái mục tiêu sau đây. Mục tiêu thứ nhất là giảm động tác cử động lập đi lặp lại không cần thiết. Nếu mình để niệm cho một cái ví dụ là nguyên tắc bạn ăn á, mình thấy mình ăn trên cái bàn tiệc á, họ để cái muỗng cái nĩa ở bên nào là nó đúng cái tay mình đó đó. Cái muỗng sẽ ăn bằng tay phải, thì phải để bên tay phải. Cái nĩa ăn bằng tay trái, phải để tay trái. À, cái này mình mình di chuyển là nó phải đúng ha rồi nếu mình để gần làm việc thì mình sẽ ít những cái động tác di chuyển thành ra nó sẽ giảm cái công cái gọi là tiêu hao năng lượng và nó giảm cái chấn thương những cái động tác mà mình lặp đi lặp lại mình thấy là những anh chị mà ở văn phòng Nó cái động tác gõ máy tính thôi rất là nhẹ nhưng mà lặp đi lặp lại thì nó chấn thương cái này ai nghiên cứu cái chuyên ngành an toàn lao động ergonomics á nhân tố con người thì sẽ hiểu cái đó cái thứ hai là giảm di chuyển nhờ ở gần người hay dùng hồi nãy niệm có phân tích rồi ha gần ai thì để ở ai xài nhiều thì để gần người đó là lợi nhất cho nhóm cái thứ tư là giảm cái động tác ngược tay đó chúng ta lưu ý ha những cái động tác mà nó trái tay như vậy rất là dễ chấn thương mấy bạn trẻ thì không sao ở tôi thì chưa sao đâu nhưng mà lúc mà có tuổi rồi biết những động tác lặp đi lặp lại rất nhiều lần và những động tác nó trái chiều nó không có thuận chiều rất dễ bị chấn thương nếu chúng ta làm lặp đi lặp lại thành ra đó là một trong những cái điểm mà tại sao làm 5 s tốt nó sẽ an toàn cho người lao động cái nhóm công cụ thứ hai là công cụ về trực quan và hệ thống nhắc hệ thống nhắc vậy thì cái gì trực quan cái gì trực quan mà phải lưu ý là quy trình trực quan hướng dẫn trực quan và các vật dụng cũng phải được trực quan Đó, lưu ý ha cái này nó có cái chỗ mà trực quan vật dụng mà trực, quan á nó có liên quan tới an toàn nên ví dụ như hai cái thuốc là ví dụ cái chai dịch truyền Detro đi nó không biết nhà sản xuất làm sao mà Detro nó đều màu đỏ hết chai 5 phần trăm màu đỏ chai 10 phần trăm chai 30 phần trăm cũng màu đỏ nhưng mà người ta sợ là nhầm cái chai 30 nó ưu trương à, nó giống y chang à chỉ khác số 30 thì đáng lẽ là những cái đó phải làm sao cho nó khác và con số 30 phải được bo lên rất là to và màu nó khác còn này họ làm giống y chang Thành ra nếu mà họ làm chưa đạt những nước mà họ dược ngành dược chưa phát triển thành ra mình thuốc là nhập khẩu hay mình chưa có những quy tắc chung thành ra những cái nhãn này không có đạt yêu cầu niệm thấy ngay cả nước Mỹ mà mới năm hàng ăn mươi họ mới xúc tiến cái chương trình gọi là Thornman Letter Lettering phần cuối niệm sẽ giới thiệu cái này trong an toàn sử dụng thuốc thành ra nếu làm trực quan đó thì tốt trực quan về quy trình ha niệm cho ví dụ thôi ví dụ như cái quy trình ở nhà nhà mình là có ba cái khâu thực hiện vì nó có ba cái cái ngăn vì nếu hồ sơ họ nộp vô để ngăn thứ nhất là người đầu tiên người đó sẽ thấy tự động thấy có cái giấy trong đó là phải đi làm còn cái ngăn đó nó trống là người đó được chơi làm xong bỏ vô ngăn thứ hai thì cái người thứ hai chắc chắn phải lo đi làm và tương tự như tới cái người thứ ba mấy cái này là hoàn toàn có thể làm rất là tốt ở những cái khoa như là x quan này chẳng mấy khoa chẳng đoán hình ảnh nó ít quan siêu âm họ một số khoa một số bệnh viện họ đã làm rất là tốt cái quy trình này trực quan ở ừ, dựa trên cái kệ thôi nó dựa trên cái hồ sơ cái nhìn thấy trống là mình được được nghỉ chơi còn mà thấy có giấy thì mình phải làm làm tới chừng nào nó trống là xong đó. thì thì đây là một cái ha về quy trình cái thứ hai là vậy thì nếu mình không trực quan được tất cả mọi thứ thì mình cái ưu tiên cái gì ưu tiên cái gì dễ nhầm lẫn nhưng như thuốc là thuốc nhóm la tức là lúc sao lai cái thứ hai là nhóm ham. Ham tức là hai là medication, tức là thuốc nguy cơ cao. Thì phần cuối anh em sẽ có một slide để nói về hai cái nhóm thuốc này. Cái thứ ba là trực quan những cái gì mà cần nhắc. Thì nếu mà dùng hệ thống công nghệ là đèn âm thanh nó sáng thì tốt. Cái thứ gì thứ bằng cách nào? Mình dùng ba thứ ha, ba thứ mình thường dùng để mình trực quan đó là màu sắc, đó là hình dáng, ký hiệu. Ví dụ mình dùng ba màu thôi, đỏ, xanh, vàng. Rồi, thứ hai hình dạng mình dùng là tròn, hình vuông và hình thoi. Rồi ký hiệu là có chữ và số. Vậy thì nổi cái bộ bộ ba cái đó thôi là 3 x 3 là 6, với lại 2 nữa là thành 12. Mình ra 12 cái nhãn khác nhau. Mà ký tự thì rất là nhiều. Đó, thành ra hoàn, hoàn các bạn có thể tạo ra một cái bộ nhãn rất là khác biệt và nhìn hần như không thể nhầm lẫn. Phối hợp ba thứ cơ bản là màu sắc, hình dáng và ký hiệu. Cái thứ hai là bằng cách nào nữa? Bằng cách nào nó còn có cái là kiểm tra sự lọc lại. 5S là quản trị tinh gọn, thành ra những thứ gì, những bước gì không cần thiết, thừa là người ta bỏ đi hết. Người ta bỏ đi hết. Nó theo cái trường phái của tinh gọn mà. Tuy nhiên tại sao họ lại lặp lại? Có những bước họ yêu cầu phải kiểm tra kép. Tại sao lại thế? Vì chỗ đó nếu nó sai thì cái lỗi nó gây ra cái hậu quả rất là nặng. Nó liên quan tới an toàn. Thành ra chỗ đó họ kiểm tra kép. Ví dụ dùng một cái thuốc nhóm H ham là họ kiểm tra kép, thuốc nguy cơ cao là họ sẽ bắt mình kiểm tra kép để nó có được có nhầm lẫn. Bằng cách nào nữa thì người ta sử dụng hệ thống kéo, à, hệ thống kéo. Chúng ta sẽ đi vào cái này sau và niệm nhắc rằng mình có thể làm năm s không có một tí công nghệ nào cả. Tuy nhiên hiện nay là xu hướng nó số hóa và chuyển đổi số. Thành ra nếu mình áp dụng công nghệ tự động hóa thì nó sẽ tốt hơn nó sẽ đơn giản công việc của người lao động hơn rất là nhiều tuy nhiên lưu ý trong quản trị tinh gọn nói chung và năm s nói riêng tự động hóa đây nó không phải tự động hóa hoàn toàn và người ta nói có một câu là tự động hóa một cách thận trọng cái gì mà máy móc tự động nó làm tốt hơn con người thì hãy để cho máy móc nó làm còn cái gì mà nó lệ thuộc vào quyết định tí não của con người làm tốt hơn con người làm tốt hơn thì hãy để cho con người làm. Chứ đây không phải là tự động hóa toàn bộ mà cái chữ này nó là tự động hóa một cách rất là thận trọng. thì chúng ta lưu ý cái chỗ tự động hóa như vậy. Đây là những yếu tố tự quan ha. Ở đây liệt kê qua cho nó nó ấy thôi, chứ cũng không phải đi điểm không có trình bày hết. Ở đây niệm sẽ cho một số cái ví dụ ha. Giá treo là là kỹ thuật bóng mờ này, ống dẫn có mã màu là ở mình có cái hệ thống là e là oxy hút rồi đó rồi hệ thống chỉ đường đi chỗ nào lưu lượng lớn họ không biết đường đi đi xét nghiệm mà rất là khó kiếm mình vẽ những cái vạch ở dưới những cái bước chân gì cho họ đi rồi à, ví dụ như hệ thống báo động và âm thanh ánh sáng đây là hệ thống cụ thể là hệ thống báo động trên monitor máy thở đó cái này là rất là nhiều trong y tế giới hạn tối đa tối thiểu cảnh báo an toàn thì cho một ví dụ như trong phiếu chăm sóc mà theo sự trinh thang của nhi đồng mẫu nó mấy cái cái theo dõi dấu hiệu tồn nó đều có cái giới hạn trên giới hạn dưới á bạn ghi vô một cái dấu hiệu nào mà nó nằm ở cái vùng trắng ở chính giữa là không sao nhưng mà bạn chấm một chấm vô vùng xám ở trên hay phía dưới là ngay lập tức phải biết nó là bất thường và sẽ kích hoạt tính điểm an toàn liền đó là giới hạn cảnh báo an toàn rồi bảng mã màu sắc ở đây em sẽ minh họa một số cái nội dung ở phía sau để chúng ta thấy đây là ví dụ như một cái bảng này để sơ đồ trực quan và sơ đồ 5S và kỹ thuật gắn nhãn ở trong trong thực hành 5S. Giả dụ đây một cái khoa họ làm đang làm một cái chương trình 5S mà ở đây ở cái giai đoạn sàng lọc. Vì cái sơ đồ khoa họ có những cái phòng 101, 102 là vân vân rồi khu nhà vệ sinh, tất cả mọi thứ có trên hình đồ có phòng trong bàn. Bây giờ khi sàng lọc á, họ sẽ sử dụng một cái cái tờ nhãn người ta gọi là red tag. Chỗ nào mà nó có cái đồ mà nó hư hỏng hay là nó không cần thiết á, thì họ sẽ gắn cái nhãn này. À, họ gắn một cái nhãn ở trên cái thiết bị và một cái nhãn họ đem về ở trên cái sơ đồ này họ gắn vì cái nhóm nào mà thực thi uh, sắp xếp á là sau đó sẽ thấy tự nhiên sẽ có công việc à thấy chỗ nào có cái nhãn là biết lấy cái nhãn ở cái phòng đó đem tới cái phòng ví dụ như phòng thủ thuật họ dán nhãn này lấy cái nhãn ở, ở trên cái bảng này của phòng thủ thuật đi tới phòng thủ thuật là sẽ biết lấy cái gì về thì cái thông tin cái nhãn nó có mẫu na ná như thế này các bạn có thể tùy biến ra để cho mình thực hiện cái nhu cầu thực tế ví dụ ở đây họ khoanh là ở chỗ công cụ và ở đây nó bị hỏng Rồi họ ghi những thông tin là ngày và hỏng chẳng hạn và cái nhóm thực hiện là ngày nào mà loại bỏ nó đi thì phải ghi ghi vô những cái thông tin tiếp theo và xong á, thì nó có nhiều hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng nó cái phiếu này nó sẽ trở lại cái hồ sơ mà mình xử lý trong quá trình công việc thì cái này là một khoa cũng có thể làm được nhưng nếu mà phòng vật tư trang thiết bị mà những cái thiết bị lớn mà dùng cái này để mình thực hiện là gọi là cái gì phế thải á thì đây là rất là tốt vì khoa nào họ có cái máy hỏng họ chỉ ghi cái reset họ đem xuống cái bảng của phòng cái đơn vị bảo trì họ treo lên đó là đơn vị bảo trì tự biết phải đi tới chỗ nào à tới chỗ nào để mình xử lý à, cái này thì đương nhiên là mình có thể tùy biến cho nó đây là một mẫu minh họa thôi cái thứ hai là trong cái nhóm trực quan này là kỹ thuật bóng mờ mình thấy cái đây là cái hộp đồ nghề chủng ha mình rất là khó để cái kìm nhỏ đó vô cái kìm cái cái ô cái kìm lớn và ngược lại những cái này nó có hình dáng rất là đặc biệt thành ra họ tạo những cái ngăn đây là cái hộp đồ nghề tiêu chuẩn tuy nhiên trong y tế thì mình không có khi những thứ thường dùng mình không có cái hộp đồ nghề này thì thay vì mình phải ghi nhãn rất là phức tạp thì tốt nhất mình chụp hình cái vật dụng đó rồi mình in ra những cái ảnh nhỏ nhỏ mình để ngay phía dưới để ngay phía dưới rồi thành ra mình biết là nên để cái gì vô chỗ nào. Khi lấy cái đồ đó đi thì nó lộ ra cái nhãn. Khi mà đã cấp cái đồ vào thì nó đè lên cái nhãn. À, chúng ta thấy rất là thẩm mỹ và cũng biết là cái nào nên ở chỗ nào rất là dễ. Dễ lấy ra và dễ trả lại là ở chỗ đây. Đây là một cái hình minh họa về cái hệ thống mã màu của cái khí y tế ha và hệ thống hút thì chúng ta lưu ý là hệ thống khí y tế của mình á nhập từ thiết bị từ rất là nhiều nguồn và mình phải để ý là mình nên theo cái chủng nào vì giữa cái chủng của Mỹ với lại chủng của ISO thì có khác nhau ví dụ cho ví dụ là oxygen chủng của Mỹ là màu xanh lá cây trong khi chủng ISO là màu trắng và cái màu trắng á, ở chủng Mỹ thì nó là hệ thống hút trong khi hút ở chủng ISO là màu vàng đó thì chúng ta lưu ý ha một số cái một số khoa thì có sử dụng như ở mình hồi sức sơ sinh có sử dụng khí nổ NO, thì nó là màu xanh lá cây mà lợt còn ở phòng mổ dùng CO2 để mà mổ nội soi á thì nó là màu xám đó chúng ta lưu ý là cái mã màu này là mình thấy gì thì mình quyết định bệnh viện một bệnh viện phải quyết định mình dùng chuẩn Mỹ chuẩn Anh chủng Canada hay là chủng ISO để cho mình quyết định cái mã màu này thống nhất toàn viện để tránh nhầm lẫn cái phía bên tay tay phải thì mình thấy là ở có những cái outlet đó ha outlet ra từng cái nào đó là nó màu mè y chang như cái hệ thống màu màu thống nhất còn ở phía dưới á, là cái cốt màu ở chỗ cái bộ phận mà họ kiểm tra ở trong phòng kỹ thuật của cái bệnh cái hệ thống bệnh viện Ohio của Hoa Kỳ đó thì chúng ta thấy vậy ha nếu mà mình mua những cái outlet này chủng hết thì hầu như cái đầu nối á, không thể gắn cái đầu oxy qua đầu e được Tuy nhiên ở nhà mình thì có rất là nhiều thứ nó cũ và có thể bác sĩ vua hình chung họ gỡ ra gỡ lại rồi họ gắn nhầm đầu. Thành ra mà cái ống dẫn thì nó cũng không theo mã màu nữa. Tất cả là nhiều khi là màu trắng hết hoặc màu đen hết. Thành ra nó có thể nhầm giữa E và oxy. À, rất là nguy hiểm cho bệnh nhân càng dạng oxy lên thì bệnh nhân càng tím. Cái này là ở nhi đồng cũng đã có mấy cái trường hợp sự cố đã liên quan tới cái này thành ra tốt nhất á là đồ mình cũ mình không bỏ đi được mà muốn bỏ đi kiếm đồ chủng cũng không có tiền để mà thay thế hết thành ra chúng ta sử dụng để can đúng cái mã mà màu mà chúng ta quy định rồi mình dán lên phía outlet đồng thời dán lên phía ống dẫn như thế thì để giảm cái khả năng mà chúng ta bị nhầm lẫn khi gắn những cái này đó là cái hệ thống ống dẫn ở khi y tế về quy định về màu sắc cảnh báo thì lưu ý là cái màu này nó cũng theo thông lệ là một và thứ hai là theo những cái chủng Các bạn lưu ý là ISO nó đã quy định hết những cái quy tắc chung của quản trị tinh gọn Cũng như là 6 sigma trong quản trị chất lượng Thành ra chúng ta nên sử dụng những cái màu theo tiêu chuẩn Để sau này lỡ mình có đăng ký cái tiêu chuẩn chất lượng gì đó Thì nó phù hợp cho chúng ta phải chỉnh sửa Thì ở đây niềm giới thiệu năm cái màu mà thường sử dụng ở trong cảnh, hệ thống cảnh báo Màu đỏ là nguy hiểm Màu cam là cảnh báo Màu vàng là thận trọng Màu xanh dương là chú ý và màu xanh lá cây là hướng dẫn an toàn. Thì có ba cái khái niệm là mà mình chú phải để ý tí xíu không bị nhầm lẫn. Cái khái niệm nguy hiểm á, là chỉ ra một cái nguồn hại mà mà nó gây chết người á. Cái đó là hình như mà mấy mình vướng phải thì khả năng chết người là cao lắm. Còn cảnh báo là nó có thể chết, thôi. Chứ chưa, chưa chắc. Còn cái đỏ kia là gần như chết chắc à? cái thận trọng là một nguồn nghi hại mà có thể gây tổn thương từ mức trung bình hoặc là có thể nặng nhưng mà rất là khó gây chết đó, chúng ta lưu ý ha ba cái màu ở trên là đỏ cam vàng thì chúng ta lưu ý cái phần đó đây là ví dụ vận dụng năm cái màu đó vô một cái nhãn cảnh báo đây là nhãn cảnh báo về điện cao thế mình thấy phía bên tay tay trái á, của màn hình á là cái số 1 là ký hiệu an toàn, nó có cái ký hiệu về điện thế giống như cái tia chớp vậy đó và màu vàng nó chỉ ra cái nguồn gây hại là điện. Thứ hai là cảnh báo nguy hiểm vừa màu sắc và bằng lời, có dấu chấm than nữa đó là màu đỏ ha, nguy hiểm. Ở dưới nó giải thích cho mình đây là điện cao thế. Và nó chỉ là nó chỉ nó hướng dẫn là tiếp xúc nguồn điện có thể gây bỏng hay giật là nguồn nguy hiểm và nó đưa ra một cái hướng dẫn an toàn ở số 5 và màu xanh lá cây đó rồi phải tắt và khóa hệ thống điện trước khi sửa chữa đó là cái đây là một cái nhãn cảnh báo mình có thể thấy đây là nhãn cảnh báo gọi là mẫu để chúng ta nếu chúng ta có làm thì làm cho nó đúng theo quy tắc mẫu. cái nhóm công cụ thứ cái nhóm công cụ thứ ba mà trong năm S này muốn giới thiệu cho các bạn là hệ thống kéo hay còn gọi là căn băng nói linh thì người ta dùng căn băng thôi ha vì hệ thống kéo nó khác hệ thống đẩy như thế nào? À, đây giờ ví dụ lấy ví dụ của như đồng một đây ở trong phòng zoom này chắc là như đồng một đông đông nhất thành ra niềm lấy ví dụ như đồng một đây mà hình như bệnh viện nào đa phòng bệnh viện nào cũng cũng thế thôi cuối năm là bệnh viện sẽ lập kế hoạch rồi mỗi khoa phòng cũng lập kế hoạch mà nhiều khi á, giữa các khoa phòng lập kế hoạch nó không có nó không có liên kết với nhau tốt thành ra cái nhu cầu của khách hàng của bệnh bệnh nhân cuối cùng nó không có đáp ứng thì một cái bộ phận mà gọi là lập kế hoạch theo hệ thống kéo nó lập như thế này người ta lập kế hoạch dựa vào chương trình mục tiêu cuối cùng nghĩa là người nào bộ phận nào cung cấp dịch vụ đầu cuối dịch vụ đầu cuối cho khách hàng bên ngoài sẽ là bộ phận dịch kế hoạch à, lập kế hoạch đề xuất đầu tiên Nên ví dụ ha một cái khoa lâm sàng khoa ví dụ như khoa ngoại tim mạch năm tới với dự báo tình hình nhu cầu uh, thu dung điều trị như vậy dự kiến sẽ mổ là 500 ca mổ tim hở ví dụ vậy ha 500 ca mổ tim hở trong đó có bao nhiêu ca thông liên thất ba ca như thông nhĩ ba ca như pha lô và cái gì thì dựa trên cái độ tuổi dựa trên cái kỹ thuật mổ đó thì họ sẽ ra là bao nhiêu cái vật tư y tế loại gì loại gì loại gì với cái size là bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu rồi thuốc men hết tất cả vậy thì cái ô màu xanh đậm á là cái khoa ngoại tim mạch khoa ngoại tim mạch mới order cho cái một cái phòng chức năng họ cung ứng cái đó, ví dụ trang thiết bị ha, họ sẽ cung ứng là những cái dụng cụ gì đó, vật tư y tế gì mà đặc biệt để cho mổ cái phẫu thuật đó. Khoa dược sẽ cung ứng những cái thuốc liên quan đến mổ 500k đó trong năm tới. Và từ cái bộ phận mà họ cung ứng họ mới coi là họ còn tồn kho bao nhiêu, khả năng là À, bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu rồi họ lên một cái dự trù chuyển qua cái bộ phận ít là cái bộ phận về đấu thầu cung ứng như vậy nó đi theo cái hệ thống kéo như thế thì thì nó sẽ nhu cầu nó của cái bộ phận nó sẽ được đáp ứng và nó tránh cái tình trạng hụt hàng thì ở đây nó có hai cái mũi tên mũi tên nhỏ luồng thông tin và mũi tên lớn á, là vật liệu đường đi của vật liệu và sản phẩm đó thì chúng ta lưu ý nếu mà làm tốt như thế này á thì cái 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 hoạt động của chúng ta nó sẽ tốt hơn và nó ít cái cái tổng kho đây là một công cụ nền tảng để trong cái hệ thống quản trị gọi là hệ thống check in time ha tuy nhiên chúng ta còn lưu ý là cái này, này nó có một số cái ngoại lệ nha các, các, bạn ví dụ như cái cái thuốc cái vật tư đó bình thường cái thuốc vật tư đó có thể đặt hàng là hàng tuần là nó có liền vật tư đó là phổ biến trên thị trường không có món này xài món kia cũng chả sao thì đặt hàng tùng hàng tùng số lượng lớn mà đặt hàng tùng để đừng ngâm tiền ở trong kho tuy nhiên có những cái món rất là đặc biệt mà mỗi lần mà nó hụt hàng đó, thì khoa dược hay vật tư cho thư bị đã biết rồi kiếm là 6 tháng sau á kiếm đỏ con mắt luôn chạy đầu này đầu kia 6 tháng sau mới có thì những cái món mà nó đặc biệt như vậy á mình phải chấp nhận ngâm vốn chỗ đó một tí thành ra phải dự trù sao để cho đủ sử dụng 6 tháng lúc nào phải có trong kho 6 tháng lỡ nó có hụt hàng cái mình còn chạy được tương tự như vậy ở một cái khoa lâm sàng một cái thuốc mà nó có yếu tố cứu mạng tức là nhóm vi vital thì chúng ta phải lưu ý mặc dù có thể là ba bốn năm không xài rồi nó quá đắt phải bỏ nhưng chúng ta luôn luôn phải để một cái cơ sở vừa đủ để điều trị ít nhất là một người bệnh thành ra khi có người bệnh thì mới đủ thuốc để cấp cứu chứ cái bệnh đó muốn cứu người ta phải có 10 lọ mình để có một lọ thì bằng không coi như để đó là để cho có để đối phó với đoàn kiểm tra nhưng nó chả có ý nghĩa thực tế gì hết thì đây là cái mình là hệ thống trade in time để mình tiết kiệm mình là, là, hạn chế là tồn kho nhưng mà mình phải cân đối với cái thực tế với cái nhu cầu sử dụng uh, để để tránh cái dạng gián đoạn của các dịch vụ thì cái này trên thực tế nói thì lý thuyết thì đơn giản nhưng thực tế thì làm có nếu nhiều tình huống mình phải xử lý tình huống đây là cái căn bằng tăng lập kế hoạch à các bạn, nào mà có ghé qua phòng quản lý chất lượng thấy cái này đang phòng quản lý chất lượng đã thực hiện cái này mấy năm trên cái bạn ghim ở trong cái bảng này nó sẽ có bốn cái cột dọc như thế này thứ nhất là đơn hàng thể có ai giao nhiệm vụ gì á là mình bỏ vô đơn hàng ngay nếu đơn hàng mình nhiều đơn hàng năm mình có đơn hàng kế hoạch năm thì có đơn hàng năm còn có đơn hàng tháng thì chỗ cột đơn hàng này mình để đơn hàng tháng phía trên có thể tái cấu trúc một cái vùng cho đơn hàng năm tới tháng thì mình đem xuống đơn hàng tháng rồi cái đơn hàng tháng đó tới cái tuần mà mình sẽ thực hiện theo tiến độ thì nó đưa vô cái nó đưa vô cái cột thứ ba là đang thực hiện còn cái cột nữa là kế hoạch Tức là cho cái tùng kế tiếp Tùng kế tiếp ha Một cái tùng lập kế hoạch Vì để đúng cái ngày giờ đó Thì nếu mà mình thấy là Cái cột kế hoạch nào mà còn trống á Cái khung sáng trưa chiều tối Của những cái ngày hai ba bốn năm sáu á Mình thấy khung nào trống Thì mình có thể chen những cái việc mới vô Đó là đây là cái cái cách nó là vậy ha Rồi khi mình hoàn thành á Là mình bỏ vô cái mục hoàn thành Vì mình nhìn thấy sản phẩm mình Mình còn hoàn thành nhiều lên á Thì mình cũng thấy cũng vui Tuy nhiên mà không phải lúc nào nó cũng suôn sẻ như thế Tự nhiên một ngày đẹp trời Nó có một cái đơn hàng emergency uh, Niệm lấy cái ô mà có cái dấu chấm than Đơn hàng emergency ngay lập tức Nó sẽ chuyển vô cái thang kế hoạch Hoặc thậm chí nó emergency hơn Nó nhảy vô trong cái cột đang thực hiện luôn Cái tuần này mới là thứ năm uh, Bữa nay là thứ thứ ba ha Nó nhảy thẳng một cái là vô ngày thứ ba luôn Vậy nếu mình xem lại nguồn lực người của mình Mình đủ khả năng mình thực hiện cái đơn hàng emergency này luôn Thì không có vấn đề gì Tuy nhiên trên thực tế thì thường nó sẽ thiếu hụt nguồn lực Thì ngay lập tức mình phải xem xét Và có một cái hoạt động nào phải tạm delay một tí xíu Thì trong tình huống này người ta sẽ delay cái đang thực hiện Nếu tốt nhất thì về kế hoạch cho tuần sau Nhưng tình huống xấu hơn tuần sau nó cũng có nhiều việc còn khẳng hơn Thành ra chúng ta phải delay đẩy nó về đơn hàng đương nhiên cái này phải chấp nhận trễ tiến độ để giải quyết cái emergency đó là cái cách thực hiện của một cái căn băng trong kế hoạch thì ở ở phòng phòng quản lý chất lượng của của như đồng một thì niệm quy định cái thông lệ này à, nếu ai có việc gì thì phải ghi một cái thẻ để lên trên cái thẻ kế hoạch ngay nếu nó kế hoạch tháng thì để lên trên đơn hàng còn nếu mà nó kế hoạch tuần cho tuần kế tiếp thì để vô trong cái từ tù, to tù ai mà không để thấy họ người nào mà không để xíu chỗ người khác họ thấy chỗ đó trống họ họ chen cái việc đó vô họ có quyền chen vô ai mà đã để sẵn rồi mà đi mình muốn để vô chỗ đó vì cái việc đó phải làm đúng ngày giờ đó mà lên trên cái kế hoạch đã có người chiếm chỗ rồi thì phải thương lượng với cái người kia để mình điều chỉnh điều này tập một cái thói quen là mọi người phải có cái 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 văn hóa là phải lên kế hoạch trước chứ không cho tới tới giờ rồi mới đi chạy và trong cái kế hoạch này cũng ghi rõ thông tin là ai làm ở đâu thành ra nếu người đó mình còn kiếm người người khác mình kiếm cái người đó mình thấy họ không có trong phòng mình sẽ biết họ đang xuất hiện ở đâu họ có thể quản lý được cái lịch trình của nhân viên của mình khá là dễ và mọi người biết để thê, để follow nhau cho nó dễ phối hợp với công việc đây là niềm giới thiệu một cái mô hình cân bằng trong kế hoạch cái này thực ra không có gì không phải là phòng quản lý chất lượng sáng chế đâu mà nó là học từ cái công cụ gọi là agile Agile của bên các anh chị lập trình đặc biệt là lập trình game đó, họ sử dụng cái Agile này rất là nhiều. Đây là cái công cụ về quy trình một cửa so sánh giữa bên tay trái là sản xuất khói và bên tay phải là quy trình một cửa thì mình thấy có gì khác biệt giữa quy trình một cửa với sản xuất khói ở trên mình có ba cái quy trình ha quy trình màu xanh dương quy trình màu đỏ với màu xanh lá cây giả dụ uh, mỗi cái quy trình họ quy định là phải làm ba cái khối sản ba cái khối sản phẩm thì chuyển ra qua cái giai đoạn kế tiếp như vậy ở cái khối đầu tiên đã trì khoảng 3 giờ mỗi ô đó một giờ vậy thì khi từ khi bắt đầu yêu cầu cho tới khi khách hàng đầu tiên được nhận được là mình thấy họ tính là 7 giờ trong linh người ta gọi cái thời gian này gọi là lead time thời gian mà để giải quyết một cái công việc đó là có một giờ ba khâu là 3 giờ nhưng mà khách hàng nhận được sản phẩm đầu tiên là 7 giờ sau thời gian đó gọi là lead time còn 3 giờ gọi là cycle time anh chị nào là học linh thì sẽ dành khái niệm là lead time và cycle time vậy bây giờ làm sao cycle time thì không giảm được các anh chị đó là thời gian tối thiểu phải sử dụng để mà tạo ra dịch vụ đủ chất lượng thì chúng ta có thể giảm lead time chứ không thể giảm cycle time mà lead time thì giảm giảm tới minimum là bằng cycle time chứ không thể giảm nhiều hơn thì mình thấy cái quy trình bên trái họ gom ba cái quy trình đó về dùng một vừa sản xuất xong một khối là họ chuyển qua bước thứ hai ngay lập tức gần như không có hoạt động kiểm kê và gián đoạn giữa các ba ba quy trình con và như thế là sau 3 giờ họ đã ra sản phẩm đầu tiên cho khách hàng đây là một ví dụ về sản xuất một cửa mình nghe nói là thủ tục hành chính là một cửa một dấu là thế bây giờ niệm cho một cái ví dụ này cho nó nghe nói lý thuyết này khó hiểu ha cho ví dụ này cho nó dễ rất là rất là dễ dàng cho các anh chị tưởng tượng này mỗi ngày á, một cái khoa có thể là ôm năm sáu chục cái hồ sơ ra viện xuống phòng kế hoạch tổng hợp rồi xong rồi duyệt kế hoạch tổng hợp là phải có ông bác sĩ ông coi cái hồ sơ đó ông ký đủ điều kiện ông ký giấy ra viện rồi xong rồi họ chuyển qua chỗ cô, thư, cô thư ký đóng dấu rồi vân vân đóng dấu ra viện chẳng hạn rồi xong là chuyển qua cho bộ phận giải quyết về viện phí ví dụ ha ba cái khâu đó nên cho ví dụ gì Vì một cái cô hồ lý ôm một cái chồng hồ sơ 45 cái hồ sơ xuống ông bác sĩ mỗi cái hồ sơ mất một phút mà để ổng giải quyết xong mới ôm qua cái cô thư ký đóng dấu là ngay lập tức cái, cái quy trình đầu tiên mất 45 phút. Cái cô thư ký đóng dấu là mất hết 10 phút nữa là 50 phút, à, 55 phút qua cái kho viện phí nữa mất thêm thời gian và bệnh nhân chờ 2 giờ mới ra thủ tục ra viện. Vì nếu mà à, để giảm cái chu kỳ này xuống thì có hai kỹ thuật, nếu mà kỹ thuật thủ công á thì giảm cái quota thay vì 45 hồ sơ mới mang đi thì cô hộ lý 15 cái hồ sơ hay là 10 hồ sơ cũng mang đi rồi, cô quay trở lại, cô lấy cái hồ sơ kế tiếp. Như vậy thì giảm được thời gian chờ ở cái khâu thứ nhất. Tuy nhiên vẫn chưa giảm được nhiều. Nếu mà giảm tốt hơn nữa là ông bác sĩ với cô thư ký á, ngồi kế một, một bên luôn, y như quy định một cửa bên này. Ông bác sĩ tốn một phút để ký cái hồ sơ. Thành ra ông ký cái hồ sơ xong là cô thư ký cô đóng dấu cái cốc lên. Ông ký cái hồ sơ thứ hai là đóng dấu cái cốc gì, thì ký năm cái hồ sơ là xong. Cô thư cô hồ lý mang cái hồ sơ qua bên bộ phận tài chính đây hả? lo cái viện phí vậy tổng thời gian chu kỳ này sẽ giảm xuống có khi còn còn khoảng 50 phút thôi vì từ bệnh nhân chờ cả hàng giờ mình có thể sẽ giảm rất là nhanh đó là lưu ý là cái quy trình một cửa nó sẽ giải quyết được cái và gom lại hết cái bộ phận nó thống nhất đó, một giải quyết một cái gói dịch vụ trọn gói như thế nên gọi là hành chính nó gọi là quy trình một cửa một dấu là thế đúng ra gọi là quy trình một cửa thôi chứ không phải một dấu tại vì có thể đóng rất nhiều thứ dấu trong đó nên gọi là quy trình một cửa thì chính xác đây là hành chính đó là chẳng lẽ là, là sản xuất quy trình một cửa của của quản trị tinh gọn thôi 5S nếu chỉ làm đơn thuần 5S thì nó không hiệu quả áp dụng thêm một số cái công cụ khác trong quản trị tinh gọn thì sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều đó là lý do tại sao Niệm lại giới thiệu gọi là lắng qua lắng xăng qua quản trị tinh gọn rồi cái công cụ mà nhóm cái công cụ cơ bản hồi nãy niệm giới thiệu là có ba cái là thứ nhất là trực quan ha là 5S ha thứ hai là căng quan ha cái thứ ba là là game 3 tức là tuần tra thì người thực hiện tùng tra hay là giám sát đánh giá thực hành 5 s có một cái bộ câu hỏi 10 câu à, nếu làm tốt cái này thì sẽ giúp rất nhiều cho sự cải thiện chất lượng ở khoa phòng cái thứ nhất người tuần tra đi tới phải hỏi cái người làm ở bộ phận đó là họ có nắm rõ công việc của họ là gì thôi nhân viên mà không nắm họ cần phải làm gì thì không thể làm tốt đó là cái thứ nhất cái thứ hai phải phỏng vấn hay là tìm hiểu sao đó ở đó họ có hướng dẫn thực hành cái công việc mà họ đang phụ trách hay không thứ ba họ làm có gặp những cái khó khăn thách thức gì không nếu họ biết được có thách thức có khó khăn thì cách nào để họ nhận biết là lúc nào nó có chuyện cái chuyện nó xảy ra nếu nhân viên không có khả năng nhận biết sự cố thách thức nó xảy ra thì họ không thể điều chỉnh và nếu nó xảy ra thiệt thì họ có khả năng tự điều chỉnh được không? Nếu họ không điều chỉnh được thì họ phải biết báo cáo cho ai. Và nếu mà họ có cái hệ thống tới báo cáo cho ai rồi tốt rồi thì ở đây họ có một cái bảng theo dõi trực quan không để mọi người cũng biết là khoa phòng mình tình hình nó xảy ra như thế nào và khi nào thì cần thiết phải dừng lại à, dừng lại ở trong nhà máy nó có nhân khi họ phải dừng dây chuyền để họ kiểm tra lại tổng kiểm tra lại có cái bảng này không để biết tình hình nếu có thì 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 nó có ít hay không họ đã áp dụng rồi sẽ biết có ít không và nếu không thì tại sao chỉ đi cái quy trình 10 câu hỏi này thì người tùng tra 5 s sẽ thu được, thập được rất nhiều thông tin để cải tiến và như thế cái nhân viên ở cái nơi mà làm việc á họ thể tham gia vào câu chuyện cải tiến và những hoạt động cải tiến nó rất là sát thực tiễn chúng ta lưu ý rằng lãnh đạo quản lý cho dù anh có học rất là rộng học rất là bằng cấp rất là cao tuy nhiên trong những công việc thực hành á, thì chưa chắc ai hơn ai đâu mình là làm công tác quản lý còn những người họ sống với công việc họ hàng ngày cái này ná ná như ông kỹ sư á. ông kỹ sư với cái ông thợ bậc cao có những ông không có cái bàn kỹ sư gì hết nhưng mà họ là thợ bậc bảy mà các anh chị nhớ là ở ngành công nghiệp á, thợ bậc bảy còn quý hơn ông kỹ sư cái ông kỹ sư mới ra trường mới tương đương với thợ bậc ba thôi đó chúng ta lưu ý là những người họ sống lâu với nghề họ có rất là nhiều kinh nghiệm để họ xử lý những cái tình huống thực tiễn Thành ra nếu mà mình làm được cái tốt cái công cụ game ba này đó thì tất cả mọi người ở trong nhóm sẽ cùng với nhau để cải tiến liên tục cái quy trình công việc của khoa phòng mình để cho công việc nó tốt hơn. Đó là niềm đã giới thiệu xong những cái công cụ uh, phương pháp và công cụ trong quản trị tinh gọn. Chắc là thấy cũng 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 mệt ha, nhưng mà làm trực tuyến mà nghĩ giải lao rồi xong hồi quay trở lại là là nó không có ấy, thì nên em xin phép là sẽ đi một lèo luôn đó, ha đi một lèo cho không có không có dừng lại ha cái nội dung thứ ba là mình phải hiểu thế nào là lãng phí tại vì 5 s cuối cùng nó là linh mà cuối cùng vào lãng phí thì trong quản trị tinh gọn nó ba cái khái niệm là muri mura và muda muri là những cái gì đó mà gọi là phạm luật ha vô lý nó vượt quá mức giới hạn cho phép đó cái thứ thứ nhất à mình coi cái hình xe tải này người ta quy định một cái xe tải chở ba khói còn cái ông phía trên đó, ông chở quá tải đó là mu ri vi phạm về trọng tải của cái xe tải ông chở tới 6 khói là cái thứ hai là mura, ra ra là không có thống nhất mâu thuẫn ở trên cái hàng hai mình thấy là có hai xe xe chở bốn khói quá tải một khe chở có hai khói à, là dưới trọng tải thì thay vì ta chở mỗi xe ba khói là ngon lành rồi à, còn hoặc là ở chính giữa có khi chở có hai khói à, có hai khói vậy là lãng phí giờ đó cái 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 dòng cái tiếp thứ ba là lãng phí là muda và cái dòng mà nomuri mura nomura nomuda đó là dòng cuối đó là mỗi xe chở ba khối đó mới là tiêu chuẩn cái dòng cuối là, là lý tưởng mình cần hướng đến tương tự như vậy người khuyên quá ha có một cái ông kia sách có một cái cục nhỏ xíu à rồi còn cái tình huống thứ hai thì cái cái, cái tình huống đầu trên ở phía trên đó, thì cái ông đó cái này uh, uh, theo văn hóa ở miền Trung uh, của chỗ niệm thì gọi là là mấy bà già hay chửi mấy đứa nhỏ gọi là cái đồ làm biến một lần ôm cho cố rồi đi nữa đường rớt cái đùng hư hết đồ hay là làm biến. Còn cái hình phía bên tay phải thì có hai người, nó hai người thôi mà để không có đúng cái trọng tâm thành ra cái ông phía sau á là gồng hết sức còn cái ông phía trước thì cũng đi tong tong chơi. Cái này nó cũng không có không có chính xác. Vì cái này phải cân bằng lại Nomuri, Nomura, Nomuda Thì lưu ý là cái lãng phí á Cái lãng phí là trên thực tế nó nhiều Nó giống như cái câu chuyện mà hiện nay nhà nước mình đang đẩy mạnh là Phòng ngừa tham nhũng chống lãng phí Mình thấy tham nhũng cũng lớn đúng không? Vụ án nào ra ngàn ngàn tỷ không à? Lớn Nhưng mà lãng phí á Nói thiệt với anh chị là lãng phí nó còn gấp mấy lần cái tham nhũng á là lãng phí hình như nó thường trực nó lớn đến mức phải chống luôn chứ phòng gì nữa tham nhũng là phòng ngừa thôi á. còn còn lãng phí là phải chống tuyệt đối á. nên nó lớn hơn tham nhũng rất nhiều mà có khi mà mình thấy nó thường quá rồi mình để qua thôi đó, chúng ta lưu ý chỗ đó thành ra cái chữ Muda, đa ha muda là rất quan trọng rất quan trọng các bạn lưu ý ha như thế nào là lãng phí ở trong khu vực sản xuất thì nó có 8 cái nhóm lãng phí như thế này sai lỗi dư thừa chờ đợi lãng phí về tài năng nguồn nhân lực vận chuyển tồn kho di chuyển và hoạt động quá mức đó là trong vùng sản xuất Chị ở bệnh viện có sản xuất không xin thưa là có xin thưa là có ví dụ như chỗ kiểm soát nhiễm khuẩn và chỗ xử lý dụng cụ tập trung là đương nhiên là nó sản xuất chỗ ở những cái chỗ mà giống như dược pha chế rồi vân vân những cái chỗ khu tổ thợ uh, tổ bảo trì trang thiết bị rất là nhiều khu vực là sản xuất ha, các anh chị nó ở mô hình của sản xuất sai lỗi là dễ rồi dư thừa là mình làm quá mức ở trong ở trong y tế thì nó gọi là lạm dụng ha có khi làm dụng Trời dễ rồi lãng phí tại lãng phí nguồn nhân lực lãng phí tài năng làm sao mình phân công việc tái nghề có cái ông đó sở trường mình không phân công mình phân công cái việc sở đoạn cho ổng à, còn cái chuyện mà mình định hướng phát triển nguồn nhân lực rồi mình bắt ổng học thêm á mình phân công thêm những cái sở đoạn tí để cho ông nâng cao cái tay nghề đó là khác ha à, cái này là có thể định hướng rồi vận chuyển là cái gì mà mình đồ vật á mà phải di chuyển nó thì gọi là vận chuyển còn di chuyển là con người di chuyển di chuyển để kiếm cái này cái kia đó là di chuyển tồn kho thì dễ rồi ha động hoạt động quá mức là làm dụng thuốc và dịch vụ kỹ thuật ở trong nhà nó nó cái này nó dễ bị nhầm giữa cái hoạt động quá mức với là cái dư thừa ha dư thừa là cái nó dư thừa cái đồ vật cái dư thừa cái hàng rồi trong dịch vụ thì nó có bảy cái lãng phí sau đây cũng là sai sót chỗ nào bắt người ta chờ chỗ nào làm lặp đi lặp lại cái này là ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giảm được rất là nhiều ví dụ như là bác sĩ hồi đó là ở nhi đồng là bác sĩ gọi vô cái đơn thuốc in ra rồi qua nhà thuốc là phải nhập lại thì mình kết nối bên nhà thuốc chỉ cần gõ số hồ sơ nó chạy cái đơn thuốc qua khỏi nhập lại đó là nó bớt đi cái sự lặp lại rồi di chuyển này dễ rồi không rõ ràng quy trình hướng dẫn không rõ ràng thành ra họ chả hiểu và mỗi người làm một kiểu Hồi làm thế này hồi làm thế kia khách hàng nội vô học cái nghề cái quy trình đó cũng đã mệt thì một cái ví dụ mà niệm hay nói là ở như đồng hồ vẫn còn vướng là nó cái bán sổ thôi á à, bán bán hiệp, bán sổ thôi á sáng bán kiểu trưa bán kiểu tối bán kiểu nhà mình hỏi nhiều khi cũng không biết nó tới bình nhân nó thành rồi kiểm kê sai à, kiểm kê mình tưởng là còn hàng nhưng mà bữa sau nó thiếu hụt hàng rồi bỏ lỡ cơ hội à cái lỡ cơ hội là cái này nhìn ra cơ hội là chuyện khác cái chuyện rất là không phải dễ mà nhìn ra cơ hội đâu có khi là khách hàng họ quay trở lại họ mới nói mình mấy câu mình nghĩ là ông này khó chịu nhưng thực ra đó một cơ hội để mình mình điều chỉnh mình làm dịch vụ mình bỏ qua cái đó một hồi nó ra sự cố luôn ông không rõ ông lại hỏi à cái này là cái chữ bỏ lỡ cơ hội là mình phải để ý thành ra uh, cải thiện và nó sẽ giảm được cái rất nhiều đến tình hạn là sai sót Nội dung thứ tư, nhóm nội dung thứ tư này muốn trình bày trước khi mình đi vô cái phần quy trình thực hiện đó là nguyên tắc thực hành 5S. Nếu các anh chị mà đã tham gia những cái chương trình quản trị chất lượng do phòng quản lý chất lượng như đồng một mà tổ chức á, thì niệm hay nói về năm nguyên tắc của cải tiến chất lượng hay quản trị chất lượng. Nguyên tắc thứ nhất là lãnh đạo. Nguyên tắc lãnh đạo tức là làm trong phạm vi quyền được giao nhưng mà một người không làm được nhiều việc thành ra nguyên tắc thứ hai là làm nhóm phải có phải quy động sự tham gia là nhóm làm việc nguyên thứ thứ ba là tiếp cận theo quá trình nguyên nguyên tắc thứ tư là lấy khách hàng làm trung tâm rồi cuối cùng là ra quyết định dựa trên số liệu chúng ta lưu ý cái đó ha vì 5 S nó cũng bám vào những cái đó nguyên tắc đầu tiên vẫn là lãnh đạo cam kết lãnh đạo phải cam kết và nêu gương chứ cái ông lãnh đạo mà ông bày bừa thì nhân viên sẽ bày bừa theo còn ông mà ông xếp ngay hàng tháng nắp á nhân viên mà đứa nào mà bày bừa không có dễ à chúng ta lưu ý ha nguyên tắc số 1 trong quản trị chất lượng là cam kết lãnh đạo ở đây lãnh đạo thể hiện vai trò trong năm s thì hiện vai trò là cam kết và nêu gương và niệm đã lấy cái hình tượng là cái đèn cái cái bóng đèn điện mình thấy là cái cái chui ha nó gãy ngay chỗ cái chui là cái bóng đèn đi luôn Thế nên nên em lấy hình tượng đó để nêu là tầm quan trọng của nguyên tắc lãnh đạo. Cái thứ hai là trong S là phải huy động sự tham gia của tất cả mọi người. Chứ một người, một nhóm người nhỏ thì không thể làm 5S ở trong khoa. Tất cả mọi người phải 5S. Nhưng mà nó phải có cái nhóm điều hành. Tức là khoa ai cũng làm nhưng phải có người giám sát. Thực hành giám sát tuần tra game 3, 5S hồi nãy đó. có cái nhóm họ họ hoạch định ra là mình làm cái gì, cái gì, gì. Rồi cả khoa mình làm theo. Rồi họ đánh giá đạt chưa đạt rồi mình điều chỉnh nguyên tắc thứ năm là toàn bộ những cái hướng dẫn là phải là trực quan để ai cũng hiểu hết một cái nhân viên mới vào chỉ rất là nhanh có họ, bệnh viện thì cũng có đạo đạo, bệnh viện mà bệnh viện thực hành thành ra cũng có học sinh sinh viên tới nữa phối hợp rất là dễ và cái cuối cùng là cải tiến liên tục 5 S không phải chỉ dừng lên một lần rồi xong mà mỗi ngày mỗi tuần phải thay đổi để cho tốt hơn tức là cải tiến liên tục đây là năm nguyên tắc cơ bản trong thực hành 5S và niệm xin nhắc lại. Nơi nào làm 5S mà người đứng đầu cái nhóm 5S đó là lãnh đạo khoa phòng thì lúc đó mới thành công. Vì chỗ này lãnh đạo là làm cái, cái chui đó cái bóng đèn mà nó gãy cái chui là nó đứt luôn cái sợi rau kia là khỏi có sáng đèn luôn. Chúng ta lưu ý chỗ đó ha. Khi mà gắn sự lãnh trách nhiệm của lãnh đạo vô chương trình 5S thì nó mới thực sự nó sống, nó duy trì, nó trở thành công việc thường quy hàng ngày. Và mỗi người mới dành mỗi ngày từ một phút, có thể là một phút thôi, có thể là 5 phút. Nhóm điều hành có thể nhiều hơn tí, nhưng ngày nào cũng phải làm cả, không được bỏ ngày nào hết. Nếu mình dồn mỗi công việc mỗi 5 phút, nhưng mà 5 ngày trong tuần thành 25 phút, nói thôi để đó cuối tuần mới dọn, là cuối tuần không đào đâu ra 25 phút để mà dọn dẹp cái, đồ, cái hoạt động đó. Chúng ta lưu ý ha năm s là những thứ gì đó rất là thường quy mỗi cái hành động rất là nhỏ nhưng nó tích lũy ngày này tháng nọ nó ra một kết quả lớn về phần thứ năm trước khi đi vô những cái nội dung về tình huống thì em sẽ đi vô cái phần thứ năm là tiếp cận triển khai năm s như thế nào thì đương nhiên là sẽ ra năm cái chữ năm cái chữ s ha lưu ý rằng cái phần khái niệm đã nói rằng 5S đó là một khối 5 trụ cột gần như là triển khai gần như đồng thời nhưng nó cũng có trật tự cũng phải làm trật tự từng S chứ không phải là ngay lập tức là làm luôn 5 cái S trong một ngày mà thường cái này nó chỉ làm khoảng chừng dài tuần là phải xong 5 cái S chứ nếu không thì nó sẽ không có lâu quá thì nó không có duy trì được cái S thứ nhất là sàng lọc thì để sàng lọc mình phải thống kê mình phải đánh giá coi sao nó có bao nhiêu cái lãng phí thống kê cái lãng phí trong thống kê lãng phí thì chắc chắn mình sẽ chọn ra cái ưu tiên nào mình can thiệp tìm những nguyên nhân và nếu những thứ mà nó liên quan đến cái chuyện tồn kho ví dụ như để bao nhiêu vật tư y tế ở trong cái khoa mình để bao nhiêu thuốc trong cái tủ thuốc trực thì nó liên quan một khái niệm mà chúng ta cần phải lưu ý đó là vòng xoay kiểm kê ở trong cái bước này tổ chức phân loại này người ta yêu cầu vòng xoay kiểm kê ban đầu nên giữ mức trên 1 phần 3 vì công thức tính vòng xoay kiểm kê như thế này giả dụ mình muốn để cái thuốc A ra trong tủ thuốc trực thì người ta tính vòng xoay kiểm kê là như thế này nếu thống kê trong một tháng mà mình xài 10 đơn vị 10 đơn vị của thuốc đó trong tủ thuốc trực của mình có 30 cơ số là 30 đơn vị vậy vòng xoay kiểm kê đúng 10 chia 30 bằng đúng 1 phần 3 đầu tiên nên sử dụng cái tỷ lệ 1 phần 3 này vòng xoay kiểm kê 1 phần 3 này trước nếu thấy nó vẫn cứ dư thì mình giảm dần giảm dần cái cơ số xuống và thường thông thường thì rất ít khi mình giảm xuống giảm xuống mà nó cái vòng xoay kiểm kê này lớn tới hơn một phần hai vì nếu như vậy rất là dễ xảy ra tình trạng hụt hàng đó chúng ta lưu ý ha có một số thuốc mà cái cái số lượng sử dụng biến động rất là lớn có khi mình phải giảm xuống nó còn một phần tư nhưng thông thường là một phần ba phổ thông là một phần ba còn nếu mình tăng lên một phần hai mà nó vẫn không hụt hàng thì đó là rất là tốt rất là lý tưởng Tại sao phải lưu ý cái chu kỳ Ở cái vòng xoay kiểm kê này Nếu các bạn để nhiều Để nhiều món đó ở trong cái tủ thuốc trật chẳng hạn Thì không những là nó nó ngâm cái tiền đó Mua về để trong cái tủ đó Nó không có sinh ra lợi Nhưng tiền nó để trong ngân hàng thì nó có tiền lợi Người ta có thể uh, lung chuyển Để sử dụng chỗ khác nó có lợi hơn Đó là về nghiệp vụ tài chính mà uh, Chúng ta lưu ý lưu, lưu ý cái chỗ đó Nhưng mà phải đảm bảo là không có hụt hàng ha Không có hụt hàng và những cái thuốc mà nó dễ bị hụt hay là thuốc về vai mà cứu mạng là hồi phần trên em đã nói là chỗ này em không lặp lại cái thứ hai là sắp xếp trên cơ sở mình biết là mình tổ chức phân loại để nó bao nhiêu rồi đó thì mình xin dành những cái bảng những cái sơ đồ những cái bản tin những cái nhãn màu rồi lên những cái hoạch để mình tổ chức uh, sơ đồ trực quan để cho người ta có thể sắp xếp mọi thứ nó có đúng trật tự và nó phù hợp với thông lệ của ngành sắp xếp tủ thuốc là nó phải đúng thông lệ của ngành, sắp xếp vật tư y tế phải thông lệ những cái quy định pháp lý của cái bảo quản những cái thuốc và vật tư y tế. chứ tôi có ai không thể tùy tiện làm theo cái ý riêng của mình mà không tuân thủ quy định luật pháp. Lưu ý, một trong những yêu cầu cơ bản của chất lượng là tuân thủ luật pháp. Cái chuyện thứ ba là sạch sẽ, rồi phải phân công là cá nhân là làm cái gì, rồi cái khu vực đó là ai là chịu trách nhiệm, tức là chia chia một số lời gọi là chia lãnh địa ha. Nếu mà chỉ chia lãnh địa không thì nó không phải 5S Biến họ thành những cái người chuyên đi dọn dẹp thì không phải Nhưng mà vẫn có những cái người chuyên trách. Ví dụ cô Hồ Lý cái cái giải dạ dụ mình không mai mốt mình qua nhà mới mình có một cái phòng để cho sinh hoạt chung của nhân viên là gọi là cái phòng sinh hoạt chung và phòng ăn uống vậy đó ha vậy thì một cái bàn một cái bàn ăn đó thì ai mà ăn xong là có trách nhiệm dọn cái bàn ngay mặc dù cô Hồ lý đó là ngày cô sẽ lau đó ba cử chẳng hạn nếu mà lau ít hơn lau ít hơn hai cử là bác sĩ thủy sẽ bắt á tại covid là ma lau bề mặt là phải tối thiểu bao cử theo tiêu chuẩn đánh giá thành ra phải quy định những cái đó ha để cái cô hộ lý của lau bề mặt đó là cô lau ngày ba lần nhưng mà mình ăn xong là có ta nhiệm dọn sạch sẽ liền chứ không có bày bừa ra đó, đó rồi nếu mà mình có cái người mà chuyên để đi rửa chén cho bác sĩ với điều dưỡng à, à, sau khi ăn á thì cái người ăn á, ít nhất á, là phải đem cái chén cái dĩa đó rồi bỏ hết rác rồi bỏ vô một cái khu tập kết một cái khu vực thì niệm thấy cái này là ở khi năm 2006 niệm đi đan mạch nó niệm thấy bác sĩ họ rất là tự giác ha họ ăn xong là họ dọn dẹp hết họ đổ rác rồi họ họ, họ, họ để chén tô gì đó lên một cái chỗ ở ngay chỗ cái lavabo thế là đúng giờ cái ba tiếng đồng hồ là cô Hồ lý đó cô sẽ rửa một lần à, chứ không phải là mình ăn xong mình bày bữa trên bàn là có người dọn không phải đó không phải 5 s săn sóc là mình phải có những cái hướng dẫn ha những hướng dẫn hướng dẫn và mình sau hướng, theo, theo có hướng dẫn có hướng dẫn làm chuẩn rồi thì mình mới đánh giá được các anh chị có hướng dẫn là có quy trình có hướng dẫn là, rất là cụ thể dán ở đó rồi mọi người tự thực hiện đây và mỗi tuần mình sẽ đánh giá lại ba bốn tuần thì cái nhóm chuyên trách đó sẽ coi lại là nhà mình là đạt tới mức nào rồi nếu nó chưa đạt thì chỗ nào nó nó còn rất là thấp mình phải chỉnh sửa dần dần để cho cái điểm 5S của mình mình lên à và tới một cái lúc nào đó khi mọi người đã làm rất là tốt ban đầu 100% người làm không tốt mà đụng phạt là không được đâu nhưng mà khi mà số lượng người làm tốt gần như tự giác là đã trên 80 85 phần trăm rồi lúc đó mình có thể đưa vào những cái quy định về phạt á. ban đầu cái số người mà bày bừa nhiều quá thành ra ai làm tốt sẽ là thưởng nhưng mà sau á, số người làm làm bậy đó, nó ít đi thì mình sẽ có thể chuyển qua cơ chế là phạt thì là thưởng phạt là mình phải vô bối cảnh họ còn nếu mà vừa thưởng vừa phạt nữa thì cũng tuyệt vời đó là tùy theo bối cảnh tùy theo văn hóa ở mỗi khoa phòng mỗi bệnh viện là mình sử dụng và cái duy trì này nó còn có cái gọi là ngày hội 5s 5s thì nó duy trì thường xuyên thành nên nếu mình chỉ ban ngay ban đầu mình chỉ dùng cái cơ chế ngày hội á nó tính là phong trào hết phong hết cái ngày hội thì nó xẹp xuống thì nó không phải tuy nhiên mà làm thường xuyên rồi nó cũng nhàm lâu lâu mình có một cái sáng kiến gì đó có những cái sự kiện ngày hội thì nó là trở thành rất là hay ở đây là mình phải kết hợp uh, những cái có tính chất hội để động viên để khuyến khích mọi người sáng tạo lên tí nhưng mà nó có trên trên đó thì nó có một cái nền tảng là một cái chương trình dài hơi nó thực hiện mỗi ngày thì đây là cái tiếp cận chung để mình thực hành 5 s để tùy mỗi nhà mỗi cảnh mình sẽ vận dụng cho nó phù hợp về triển khai thì nếu các bạn xem cái bài giảng mà niệm nói hồi nãy bài giảng không lời ha ở trên cái trang đào tạo á thì ở cái phần thẻ thể học liệu các bạn có thể đào lên những cái mẫu đào những cái mẫu kế hoạch thì trong cái mẫu kế hoạch đó nó có cái bảng cái bảng để người ta phân tích những cái hoạt động là của năm S phân tích giống như phân tích nguyên nhân và hoạt động và đề xuất những cái hoạt động á của năm S trong cái biểu mẫu đó gọi là cái bảng một thì lưu ý cái bảng một này, này nó thực hiện như thế này Thứ nhất là đầu kê là mình phải tính cái cột thứ nhất cái đã, lãng phí. Mình liệt kê hết lãng phí, có cái nào thường gặp, cái nào ưu tiên, cái nào mình chỉnh được, cái nào mà ít tiền. Chứ mà đòi gửi cái kế hoạch lên mà toàn là mấy chục triệu, không trăm triệu thì chả giám đốc này duyệt mỗi khoa mấy chục triệu, trăm triệu thì nhìn lên là thấy chóng mặt rồi. Sau khi mình xác định lãng phí thì mình sẽ đi ra chiều ngang. Mình coi nhóm mình, mình mình giải quyết được không? Nếu chỗ đó khó mà nó liên quan đến dương khoa sau, thì mình hỏi chuyên gia. Rồi mình phân tích bằng những cái công cụ uh, sử dụng số liệu thống kê đã, uh, mà mình đã có trước đó để mình coi cái nguyên nhân nó là cái gì. Rồi tương ứng với đó mình có những cái sản phẩm, những cái hoạt động mà hệ hoạt động phải ra sản phẩm. Ví dụ mình nói là chỗ đó là làm cái sơ đồ trực quan thì nó phải ra cái hướng dẫn sao mà người ta dán lên đó ai cũng hiểu. Đó, những cái hoạt động này nó có tương quan cái nào trước cái nào sau, có mối tương quan. À, và nếu mà cái gì mà nó phải sử dụng cái sản phẩm của bước trước đó thì mình phải coi sắp xếp, tập từ thời gian để thực hiện và trên đó mình đưa vô cái kế hoạch ở cái phần bản đồ cả à, làm thì phải phân công rất là rõ nếu mình làm cái mẫu kế hoạch này thì phải biết là ai làm làm cái gì họ cần có kỹ năng gì nếu chưa có mình phải đi chỉ cho họ dạy cho họ có kỹ năng đó à, muốn lấy cái đồ đó thì phải biết lấy từ đâu quy trình thủ tục làm sao ví dụ như hành tính quan trị làm cái gì để cái kẻ làm thêm cái sửa cái kẻ thì phải có tờ trình sau đó là quy trình nội bộ các anh chị phải biết vì nếu một bạn một bạn nhân viên ở trong khoa mà họ làm một cái chương trình 5 s cho nó bài bản từ đầu tới cuối á, thì vô hình chung họ học được rất là nhiều thứ họ học rất là nhiều thứ họ học cách là tại sẽ đi lo thủ tục làm sao rồi quan hệ với các phòng làm sao để công việc nó trôi chảy và đó là một trong những một trong những cơ hội để mình tạo nhân lực đó thì lưu ý cái bảng này như thế này ha một cái bảng thứ hai mình cũng để ý một tí xíu đó là đó là theo cái sản phẩm theo năm cái s ví dụ như năm s là sản lọc mà nó là tổ chức phân loại thì nó sẽ ra cái tiêu chuẩn à, tiêu chuẩn này phải thống nhất phải biết là dựa trên cơ sở nào mình phải nghiên cứu là có quy định của nhà nước không, có quy định về luật pháp không, có những cái hướng dẫn về khoa học nghề nghiệp không và thực tiễn là nó có phù hợp không, thông lại nó có phù hợp không, đó, sắp xếp thì nó là có cái quy tắc là phải lớn trước nhỏ sau. ví dụ mình bây giờ mình muốn làm năm mét cái phòng này nhưng mà mình không có đồng thuận, không biết là để cái bàn cái khu bàn trung tâm này ở đâu để ngay chính giữa hội trường hay ở phía bên tay phải, phía tây trái mình phải quyết những cái lớn đó trước rồi xong là cái bàn cái này những cái những cái bàn nhỏ những cái ghế nhỏ mình để sau tức là cái này gọi là lớn trước nhỏ sau mình phải có những cái định hướng trước thì mới được rồi để gần nơi sử dụng thì dễ rồi dễ thấy dễ lấy à, sắp xếp thì phải theo những cái vật dụng mà nó có hạn á thì phải lưu ý hạn dùng và để tránh nó quá đừng có quá hạn thì phải theo cái quy tắc là fair for, for chính xác quy tắc Nền tảng của nó là FIFO, tức là First In, First Out. Đem về trước, bỏ vô trước thì phải lấy ra xài trước là First In, First Out là FIFO. Nhưng có những thứ nó về sau nhưng nó cận hạn là FIFO, First Added By là out Thành ra về nguyên tắc thực hành là FIFO phải đi trước rồi mới tới FIFO. Có nhiều bạn là lên lập kế hoạch cũng hoành tráng đó. Nó là làm gì làm theo FIFO, nhưng mà hỏi FIFO cái gì cũng không, không có rõ. Chúng ta phải lưu ý. Vậy nên cho một cái ví dụ này Cái thuốc mà đem về cái mỗi ngày Người là phụ trách thuốc ở khoa lãnh Cái thuốc mới về Cái đẩy từ ngoài vô trong Cái đẩy mãi mà nghiêng người sử dụng Thì người ta lấy từ ngoài vô Thành ra cuối cùng thuốc mới là xài Còn thuốc cũ là không có không có xài à, Tình trạng này đã có một lần một lần là niệm có nghe có một năm đó niệm nghe là khoa dược thông báo là cái thuốc này đang cận hạn là cái khoa lưu ý trong quá trình sử dụng thì cái đêm đó niệm trực đêm Niệm đi ngang một cái khoa lâm sàng Thì thấy cô điều dưỡng bẻ một cái ống thuốc Cái đắt rất là gần Thành ra niệm kích hoạt kiểm tra ngay lập tức Cái tủ thuốc của người đó là có thực hiện theo FIFO hay không FIFO, FIFO hay không thì niệm, niệm không kiểm cái cô đó ở ngoài Mà niệm vô niệm kiểm tủ thuốc Thì trong tủ thuốc có một lọ cận đắp Rõ ràng là ở chỗ này đã không thực hiện cơ chế là FIFO, FIFO Thành ra Thuốc mới đẩy ra ở ngoài, vô trong, thành ra ở cái thuốc cũ ở trong nó cứ còn mãi, còn thuốc mới thì đem ra xài. Đó này cho cái ví dụ ha, uh, quy trình làm sạch, rồi ban hành cái tiêu chủng đồ vân vân và vân vân thì những cái kia ta không có gì khó đâu các bạn. Làm thì phải đánh giá ha, phải cân đông đo đếm. Thì thông thường mình triển khai một cái chương trình 5S đó, thì từ lớn tới, tới nhỏ nếu mà bệnh viện là một cái chương trình hoành tráng thì từ bệnh viện rồi xuống khoa rồi xuống dãy nhà rồi xuống khu vực làm việc từng cá nhân còn nếu mà khoa mình làm thì từ khoa rồi xuống từng cái phòng xuống từng cái bộ phận những cái 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 khu vực nhỏ 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 ở trong cái phòng đó rồi xuống từng cái bàn làm việc của cá nhân đó là phân công và nó có có lớp có làng là từ lớn tới nhỏ lớn trước nhỏ sau mà nhưng mà khi đánh giá thì đánh giá từ cái nhỏ lên đánh giá từng cái vùng của cá nhân đánh giá từng khu vực đánh giá khoa phòng đánh giá bệnh viện vì nếu nói cái khoa đó là 5S là 5 điểm Thì hầu như không có cái vùng nào Không có ngon lành Đó lưu ý rồi đó ha Đánh giá thực hành à. Vì mình mình phải đánh giá trước Rồi mình sau mình làm 5S mình Tùng sau mình coi lại Nhóm nó phải coi lại trong cái vùng của họ sửa Rồi 3 tùng á, là mình coi Cái nhóm ngày tiếng 5S của khoa Mình sẽ coi tổng thể lại một lần Thành ra mình thấy trong cái cái hoạch 5S Người ta có hướng dẫn là thực hiện bao lâu Thực hiện mỗi tuần Và chu kỳ là ba tuần thì thường chu kỳ phải gấp ba lần cái cái nhóm nhỏ làm cái nhóm nhỏ làm một tuần thì nhóm lớn phải 3 tới bốn tuần nhóm nhỏ làm mà một ngày thì nhóm lớn có thể là cả tuần ba bốn ngày thì cũng được đó. nhóm nhỏ mà làm hai tuần mới xong thì nhóm lớn phải 6 tuần Thường thông thường nó gấp ba như thế là vừa rồi đánh giá thì nó có cái bản kiểm hết rồi à, ha Bảng kiểm Từng cái vùng á mình phải đánh giá Nó từng S1 Ví dụ là S1 đánh cái này có là đánh có Không là không Rồi tương từ, tự từ, từ như là cái S2 Cũng đánh giá là có không Cái này mình phải đọc từng câu từng chữ Trong đây mình coi họ có thực hiện hay không Rồi mình mới làm Ở đó có cái đó hay không Và lưu ý những cái câu này Mình có thể thêm vào cho nó phù hợp với bối cảnh Chỗ đó là cái chỗ mà pha thuốc Nó sẽ có những cái khác Mình để thêm vô Cần thiết mình thêm thì theo quy tắc của đánh giá 5S mình thêm bao nhiêu câu cũng được nhưng thêm là phải thêm ngay từ cái lần đầu tiên mình xem xét cái ngành nghề cái bộ phận nó có cần thêm cái gì mình đưa vô từ đầu và mình dùng cái bộ câu hỏi đó trong suốt tiến trình đánh giá về sau đó là lưu ý chỗ đó ha thêm vô bao nhiêu cũng được xin mời nhưng mà thêm càng nhiều thì sao càng khó thêm càng nhiều yêu cầu thì càng khó đạt chúng ta rất là cân nhắc ha những thứ gì cần thiết thì mình thêm nhưng bỏ thì sao không được tùy tiện khi bỏ thì phải lý giải tại sao bỏ vì chỗ đó không cần thiết đối với nội dung đó chứ không phải vì cái đó nó khó thực hiện được mình bỏ những câu này hầu hết là khi lý giải là lý giải không được thành ra khó bỏ ra lắm cũng lâu lâu có cái bỏ bỏ thì mình đúng dùng đúng cái mẫu này mình nếu mình làm tay mình dùng đúng cái mẫu này mình gạch ngang nó mình vẫn để đó để đảm bảo là thứ tự nó vẫn thay đổi không thay đổi họ nói câu 2.5 2.6 là mình biết nội dung là cái gì nó đảm bảo nguyên tắc của hệ thống nên mình sẽ rất là dễ tương tự những cái S khác ha sau khi đánh giá hết từng cái vùng làm việc rồi sau khi đánh giá hết năm cái S của từng vùng lưu ý là vùng làm việc mình chỉ còn đánh giá ba cái S đầu tiên thôi nha hai cái S5 và S4 và S5 thì nó đánh giá tổng thể của khoa thôi chứ còn còn một một vùng khó đánh giá lắm đánh giá ba cái S thì mình sẽ coi lại ví dụ đây phòng 201 thì S1 được bao nhiêu, S2 được bao nhiêu, S3 được bao nhiêu. Mình thống kê hết toàn bộ hết những cái khu vực mà mình làm 5S trong một cái khoa phòng. Mình sẽ thấy là cái điểm này nó dắt đúng không? Nó zigzag chỗ thì 3 chỗ thì 2. Vậy thì điểm của toàn khoa là bao nhiêu? Điểm của toàn khoa sẽ lấy bằng cái điểm nhỏ nhất trong cái vùng đó. À lưu ý chỗ vậy ha, thành ra bữa nay mình đánh giá 5S của nhà mình cũng có 3 điểm thôi. Bữa sau cũng đánh giá 3 điểm. Nhưng nếu nhìn trên sơ đồ đây Mình đã thấy là rất là nhiều nội dung đã tiến tới 4 điểm rồi Mình chỉ còn sửa cái điểm đó Mà còn 3 điểm ở lần sau thì mình đã tăng lên Như vậy sau khi đánh giá xong Các bạn vô hình chung đã xác định được vị trí ưu tiên phải can thiệp ở cái kỳ tiếp theo Cái nào mà điểm nó còn nhỏ nhất thì mình đánh giá ở Mình can thiệp vô chỗ đó thì mới nâng điểm toàn khoa lên được Và chỗ này là tránh cái tình trạng là chính bỏ làm 10 nha và đâu đó họ trình bày cái này bằng biểu đồ radar để họ thấy nó lồi lõm chỗ nào mà nó lõm vô trên radar thì mình can thiệp vô chỗ đó nhưng niệm vẫn thấy là rất nhiều nhóm cải tiến 5s vẫn còn theo nguyên tắc là lấy cộng điểm trung bình à, trong 5s họ thấy điểm đánh giá hỏi nói với nhà chị mấy điểm 3 điểm 7 là thấy biết sai rồi đó ha điểm không có không có lẽ nó chỉ có một cho tới năm thôi không có lẽ rất là tròn trịa và ở cái mẫu này họ họ còn cho mình là tổng điểm kỳ trước cái tổng điểm kỳ này để mình coi từng cái vùng nó có cải tiến hay không đó là cái cách mà đánh giá ban đầu ở từng vùng làm việc rồi mình tổng hợp một khoa phòng như thế nào sau khi mình có cái bảng tổng hợp như vậy thì mình ngồi với nhóm chung kết hợp với hai cái F còn lại để mình đánh giá tổng thể toàn khoa gọi là đánh giá mức độ hoàn hảo hay là hoàn thành 5S của khoa thì đánh giá này nó chỉ cũng có 5 mức đạt thôi 1, 2, 3, 4, 5 và cái cách ký hiệu của nó trên cái bảng đánh giá là họ khoanh cái mức đạt ví dụ đây họ khoanh là mức 2 và họ ghi ngày đánh giá là ngày 21 tháng 12 ghi rất là đơn giản như thế S2 họ cũng ghi như vậy cái bảng này sẽ được sử dụng cho kỳ đánh giá kế tiếp mà nếu khéo mình có thể sử dụng một màu mực khác để mình phân biệt ví dụ lần sau họ đánh giá là mức 3 họ khoanh mức 3 và ngày đánh giá là 21 tháng 1 2022 cái này là là mình, mình ví dụ minh họa cho tương lai ha đó thì cái cách ghi cái mẫu này như thế này chúng ta có thể sử dụng cái mẫu này cho nhiều lần cho tới khi nào nó đầy thì thôi để mình theo dõi nhìn cái biểu mẫu này mình thấy một điều rằng là ngay cả trong đánh giá trong năm trong hồ sơ mình thấy 5 s họ nó rất là trực trực quan đúng không không cần thống kê gì cả bữa sau tập làm báo cáo chỉ chụp cái hình này là biết đó điểm đánh giá tôi ngày 21 tháng 12 là nó có 32 điểm ngày 21 tháng giêng đã, đã tăng lên là 3 điểm rất là dễ không cần gì nguyên tắc trực quan là luôn ngay cả trong báo cáo à, tương tự những cái S khác ha mình sẽ đánh giá như vậy Vậy thì 5 S nó không phải chỉ đánh giá như thế này mà nó còn chụp hình nữa à, thì thường á là chụp là phải chụp cận cảnh chụp toàn cảnh đầu tiên phải chụp toàn cảnh mà mình phải vẽ cái sơ đồ là mình đứng ở chỗ nào mình chụp chụp ở góc độ nào bữa sau mình đứng ở góc độ đó mình chụp thường mình chụp ở nhiều hướng khác nhau để mình nhìn thấy toàn cảnh chứ không khéo á là mình dồn hết mọi thứ qua góc bên kia cái mình chụp cái chỗ này nó đẹp này bữa sau cái mình chụp ngược lại có nhiều khi mình vô 5S mình chụp phải thấy nhà cửa cực kỳ gọn gàng ngăn nắp kéo một cái ngăn kéo ra thôi là nhìn hết hồn luôn tất cả mọi thứ là nó chuyển vô cái ngăn kéo để nó giấu lại thì cái gì đó thành ra niệm có hay nói cái câu là mọi thứ không sinh ra không mất đi chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác là thế à, chúng ta phải rất là rất là rất là gọi là công khai minh bạch trong năm s bây giờ niệm sẽ đi một tí về tình huống trong năm s ha thì thứ nhất là bảo quản lý hồ sơ tài liệu mình thấy là quản lý hồ sơ tài liệu thì lưu ý là Việt Nam họ có tiêu chuẩn Việt Nam ha nó có ba cái bộ tiêu chuẩn là 9251, 9252, 9253. Nó tương ứng với là hộp hồ uh, uh, bì hồ sơ, hộp hồ sơ kệ tủ gì đó ha. Chúng ta lưu ý ha. Và văn thư lưu trữ nó có những cái biểu mẫu. Có những cái biểu mẫu. Đó, chúng ta lưu ý chỗ đó. Thành ra không phải là mình làm hộp một cách tiền tiện. Những cái hộp của chúng ta thì thường hay sử dụng những cái hộp nhựa. Hộp mà có chất liệu từ nhựa thì nó rất là dễ cháy mà nếu nó xảy cháy ở khu vực lân cận thì với cái đặc tính là bức xạ nhiệt thì rất là dễ cháy cái hộp nó nhựa nó dễ cháy nó sẽ cháy trước và nó cháy toàn bộ kho hồ sơ thì để đảm bảo cái phòng cháy chữa cháy thì cái hộp cái cái bìa hồ sơ nó phải là bìa giấy à, bìa giấy nó cũng mắc chứ không phải rẻ đâu rồi để thực hiện 5 s thì đây cái sơ đồ họ thấy là các bạn thấy là họ làm là màu để phân biệt giữa cái nhóm rồi họ làm cái đường chéo đường chéo họ có thể đánh dấu hoặc là họ ghi thứ tự một hai ba bốn mà họ ghi theo đường chéo thành ra nếu để lại mà không đúng trật tự thì cái đường chéo này nó gãy ngay là mình biết để sai lấy ra một cái để lại sao cho cái đường chéo đó nó thẳng là coi như chúng ta đúng đó chúng ta lưu ý ha. Vì vậy bây giờ mình quy định bốn màu xanh rồi màu xanh lá cây rồi xanh màu vàng rồi màu hơi đen đen như thế này nhưng mà hiện nay chúng ta có một màu thì sao nó đem bỏ hết điều đó là cực kỳ lãng phí và không phải là nguyên tắc của 5S. Nếu giả dụ chúng ta đã ưng ý tăng ta ra một cái quy chuẩn là màu để đánh dấu cho năm bốn nhóm hồ sơ như là bốn màu như thế này mà cái cái bìa hay cái hộp của chúng ta đang là một màu nào đó không đúng như, như thế này vậy thay vì chúng ta phải đổi hết toàn bộ cái này nó tốn tiền thì chúng ta phải thực hiện nguyên tắc như thế này những cái nhãn chúng ta sẽ gắn đúng cái màu quy ước ví dụ cái nhãn là một hai ba bốn chúng ta đúng gắn cái màu còn cái hộp nó màu gì không cần biết mình chỉ dùng cái nhãn đó là mình biết là ở cái nhóm hồ sơ đó rồi mình quy định là nếu có thể mua màu thì những cái gì mua mới á, mình sẽ mua đúng cái màu đó cho tới khi nó cái hư cái nào thì chúng ta thay và như thế chúng ta vẫn xài cái đồ cũ cho đến khi một ngày đẹp trời nào đó là chúng ta thay mới hết chứ không phải là 5S không phải là thay mới nha. mình nhìn thấy rất nhiều chỗ 5S là đem bỏ hết một thứ cái đó là nó rất là tốn tiền Mình ra một cái quy chuẩn Rồi mình sẽ đổi nó dần dần Chứ nếu không là cực kỳ lãng phí Mình phải sử dụng cho nó hết cái chu kỳ sống của nó Thì nó mới đảm bảo tính kinh tế Mà vẫn đạt được yêu cầu của 5S Chỗ hồ sơ thì chắc là Nếu mà cuối cùng mà còn giờ Thì chúng ta sẽ quay lại những cái quy định về hồ sơ Cái thứ hai là Tình huống thứ hai là 5S trong tủ thuốc thì cái nguyên tắc đầu tiên là fair for Vivo, hồi nãy niềm nói rồi ha thành ra mình sẽ mình sẽ lưu qua cái phần này không có đi sau Tuy nhiên niệm nhắc rằng để thực hành quy chế Phi thì ngay trên tự thuốc phải có cái hướng dẫn cái hướng dẫn họ sắp xếp mỗi lần có thuốc mới về thì làm sao phải biết chỉ sao đó cho họ biết là sẽ lấy cái thuốc kiểm tra nếu cái hạn dùng của cái thuốc mới về mà nó gần hơn với cái thuốc hiện có thì để ở bên phía trước còn nếu mà hạn dùng nó xa hơn thì phải để ra phía sau để thực hiện cơ chế Phi đó là chúng ta lưu ý Ờ, chủ trụ thuốc này nó phải có một số cái đặc điểm như là phân loại theo nhóm gây nghiện hướng tâm thần thuốc độc và thuốc thường rồi trong những cái nhóm đó nó có những phân nhóm nhỏ hơn theo dạng thuốc theo đường dùng chẳng hạn đó là tùy theo những nơi mình, mình, sẽ có quy định mình phải làm nhãn hay là bóng mờ để mình mình, mình 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 mình, trực quan cái thuốc cái thuốc nó vậy với những cái cái lọ nhỏ 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 cái nhãn nó không có thấy thành ra mình phải phải làm những cái nhãn cho nó và có những cái bóng mờ để mình biết là cái thuốc nào để chỗ nào lấy cái hộp thuốc đó ra rồi hồi trả lại phải trả đúng cái vị trí của nó thì trên cái nhãn thuốc á, mình phải lưu ý là có tên thuốc có cơ số và có hạn dùng lưu ý là bây giờ mình đấu thầu thuốc là mình đấu thầu theo cái tên gốc thành ra cái biệt dược có thể thay đổi thành cái nhãn thuốc này á tốt nhất á, là mình phải có cả hai mình có cả hai có cái tên tên hoạt chất là cơ bản rồi xong rồi mình có cái tên biệt dược nữa khi mỗi thay đổi thì mình chỉ cần lấy cái nhãn mình dán lên cái tên biệt dược là mình vẫn có thể sử dụng đúng cái nhãn đó Đề can thì rất là dễ mình phải quy định là cơ số để mình biết là nó nó hụt xuống bao nhiêu thì mình mình bổ sung để đừng có hụt hàng à, cái lưu ý là hạn dùng cái thuốc mà nó nguyên đơn vị thì rất là dễ mà có những cái thuốc mình lãnh về ví dụ cái thuốc đó ở khoa à, một cái vỉ 10 viên nhưng mà khi phát ra Uh, khoa đó rất là ít xài thành ra chỉ uh, khoa dược chỉ phát có vài viên à mà vài viên thì cái ông mà phát á, là ông luôn luôn cầm cán ông sẽ để cái phần đát để lại cái vị đó 10 viên nhưng ông cắt cái phần không có đát còn cái phần mà có cái ghi ngày hạn hạn dùng là ông giữ lại ở kho thành ra cái viên thuốc đó mà cắt rời ra đó vị cắt rời ra thì phải ghi tên thuốc ghi hạn dùng vô một cái bao lông chẳng hạn hai cái gì đó mà để chứa nó và ghi số lô hạn dùng vô trên cái đó thành ra mình mới đảm bảo nguyên tắc à, cái này là đây là thực tiễn à, thực tiễn mà không biết là ở những nước mà phát triển họ có cái này hay không nhưng mà ở Việt Nam mình tủ thuốc trực thì có thể bị cái phần đó nên chúng ta phải lưu ý rồi có những cảnh báo ví dụ như là thuốc uh, lúc online sau -la, tức là Lasa nhìn giống nhau đọc dòng giống nhau thuốc ham tức là nguy cơ cao ở đôi khi có một số món nó còn hàng dùng vừa để thuốc còn hàng dùng vừa cái thuốc mà hạn dùng xa thành ra mình phải cảnh báo để họ biết cái ống nào còn hàng dùng để họ xài trước để đừng có hủy do quá hạn thì nó rất là lãng phí rồi cái danh mục thuốc thì phải được phê duyệt rồi phải cập nhật và ở đây tủ thuốc phải có một người phụ trách chung về tủ thuốc và trách nhiệm của những người điều dưỡng hay bác sĩ khác sử dụng tủ thuốc này thì nó cũng có trách nhiệm cá nhân thành ra mình phải có một hướng dẫn nó tương đối là vắng tắt dễ hiểu và làm rõ trách nhiệm của tất cả mọi người thì cái tủ thuốc này mới mới có thể 5S thì niệm sẽ trình bày một tí xíu về cái lasa như thế nào ha lasa thì có lẽ niệm thấy là cái cái tổ chức mà viết tắt là ismb của canada là họ làm cái lasa khá là mạnh có bề dày họ làm rất là nhiều nghiên cứu thì lasa thì mình phải xác định theo khoa nếu mình làm được thì tốt nhưng mà theo khoa nó sẽ có những cái lasa khác nhau rồi mình phải tìm cái thành phần khác nhau mà mình tăng cái chiều cao của cái tên gọi nó lên, có thể kết hợp màu sắc để tạo ra một cái tên gọi là dùng kỹ thuật Thornman letter. À cái người đó nó cao lên nằm bon lên đây, ví dụ như Dobutamin với dopamine. Thấy chữ do 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 là rất là dễ bị nhầm ha, để gần bên này rất là dễ bị nhầm, thành ra họ sử dụng là họ bon cái chữ do bu lên, rồi bên kia là dop là để dopamine. Có thể dùng màu sắc khác thì có một số nước như Canada hay là Mỹ hiện nay là thậm chí là họ ngay từ nhà sản xuất họ đã làm cái tên nó đúng cái tiêu chuẩn này thì niệm nghĩ là mình có thể cũng không cần phải nghiên cứu gì cho nó mệt lấy cái danh mục của họ họ bon cái chữ nào á mình làm theo mai mốt lỡ mình mua cái thuốc của họ mà thuốc chuẩn mực á làm cái label này này thì nó nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nó là họ đã nghiên cứu cái này dữ lắm rồi để họ bon cái nào lên ha còn không thì các bạn có thể tự chế ra của mình. đó là cái ví dụ thứ nhất là về cái uh, thonman letter cái này là thuốc là xa thì phải để ý cái đó cái nhóm thứ hai là nhóm nguy cơ cao tức là ham thì phải xác định cái nào là thuộc nhóm thuốc ham và phải quyết định cái vị trí lưu trữ phù hợp cho nó có những cái hình thức cảnh báo và khi sử dụng phải kiểm tra kép kiểm tra kép này là phải hội đồng thuốc và khoa dược hay phòng kế hoạch tổng hợp phải ra những cái quy định thôi À, mình phải cảnh báo là ở trên cái cái cái, cái lọ thuốc chỗ đựng cái thuốc đó thì phải có cảnh báo ví dụ đây là bên đây ví dụ cảnh báo có dấu chấm than màu đỏ như thế này thì những cái thuốc nào gọi là thuốc nhóm ham chắc chắn là những cái thuốc nào mà thuốc vận mạch rồi ví dụ đây là ví dụ như là ức chế beta ha cái này là cái đầu tiên là ví dụ như dopamin hay dopamin đó là adrenergic agonist còn cái đối kháng của nó là antagonist ví dụ như ức chế beta ví dụ như robinolon chẳng hạn chống lòng chống đông với dụ heparin rồi chẳng hạn dung dịch ưu trương detro là trên 20 phần trăm hay là ti biệt con nát mà ưu trương á rồi nati ưu trương rồi thuốc độc tế bào thuốc gây mê gây tê insulin từ tĩnh mạch rồi uh, mấy cái thuốc mà gọi là tăng có bắp qua tim ở mình là đi thì có ở một số khoa còn mini non ở những khoa mà điều trị uh, bệnh nhân nhất là tại nhân miệng là hay xài cái này, này. rồi gây nghiện hướng thần đó là những cái thuốc thuộc nhóm ham thì mình phải biết nó là thuốc ham thì mình phải coi có những cái quy định à, những cái thuốc mà nó thuộc nhóm là gây nghiện hướng thần thì nó có những cái quy định khác và những thuốc thuộc nhóm thuốc độc thì nó có quy định khác thành ra chúng ta phải nghiên cứu những quy định pháp lý để thiết lập những cái vùng và cách bảo quản những cái thuốc này cho nó phù hợp với quy định của quy chế dược Rồi thì để mà giảm cái nguy cơ cho thuốc ham thì họ làm như thế này. Thứ nhất là ở đây mình thấy là cái cái những cái phương pháp mà màu đỏ trên này á là nó có tính chất là độ tin cậy gì mà hệ thống rất là cao, hiệu quả rất là cao nhưng mà rất là khó làm. Còn những cái màu xanh này thì rất là dễ làm nhưng mà hiệu quả thì nó không có nhiều. Thì chúng ta phải lưu ý ở đây niềm cho một ví dụ này. Ví dụ như ở đây là người ta nói là là tạo những cái rào cản là barrier. Thì đây là thuốc cái nghi hướng thần mà mình để vị trí khó lấy mình khóa lại tức là barrier nhưng mà hình như nhà mình khóa là khóa để khóa vậy thôi chứ đâu bình thường nó có khóa Đâu phó nhiều hơn ai mà biết tại sao họ, họ họ, làm cái barrier họ gây cái cản trở để khó lấy vì nó nguy cơ cao cái thứ hai là có những cái hướng dẫn sử dụng thì ở đây là gọi là tiêu chuẩn hóa về rồi con sử dụng hoa quy trình sử dụng nhà mình là cũng có bệnh viện như đồng một cũng có nhiều cái hướng dẫn ví dụ như được rồi là hiếp ha ven có cái quy trình hướng dẫn rất là kỹ về pha làm sao sử dụng ra làm sao rồi nguy cơ cao thì phải kiểm tra kép một cái danh mục kiểm tra kép danh mục kiểm tra kép một số cái vị trí đặc biệt sử dụng liều rất là nhỏ mà ở những trẻ đặc biệt chỉ cần nhúc nhích một cái là nguy cơ rất là cao như sơ sinh trẻ xanh non là mình thấy là ở những khối sơ sinh của mình đã có những cái quy định thuốc liều nhỏ và thậm chí là điều dưỡng nó thấy nó vượt ra cái khuôn bác sĩ chỉ định mà vượt cái tổng liều ra cái khuôn đó là họ đã chặn lại rồi đó phải kiểm tra kép rồi phải đặt những cái hệ thống cảnh báo cảnh báo này cái thuốc này là thuốc nguy cơ thành ra khi mà đụng tới nó thì phải cẩn thận chút xíu thì đó là những thứ mình có thể làm để cho sử dụng thuốc nó an toàn hơn cái tuần huống thứ ba là quản lý vật tư y tế tại khoa thì tương tự như thuốc mình cũng phải xác định cái cơ số ở cái tồn kho tối thiểu tối ưu theo vòng xoay kiểm kê y chang như vậy ha y chang như vậy thì để giảm cái 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 bảo quản ở okay, cái 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 thuốc mà tồn kho cái okay, vật tư mà tồn kho thì thì phải giảm cái chu kỳ nhận hàng xuống. Bây giờ thuốc là lãnh hàng ngày, thì cái cái tồn kho sẽ ít. từ tư hồi trước mình như đồng màu là kho điều dưỡng trưởng rất là rất là đầy, vì mình lãnh hàng tháng. Bây giờ nếu mình giảm số hàng tuần, thì nó kho nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ đỡ tồn kho. Mà nếu mình giảm xuống được hai ba ngày ngày nữa thì nó càng càng tuyệt vời hơn, thậm chí là không còn tồn kho nữa, chỉ cần để những thứ gì cho cấp cứu thôi. Thì những quy tắc về nhãn, Và hạn dùng nó như thuốc. À, tức là chúng ta không nên lặp lại cả. Nhưng mà vật tư á, thì nó nhiều để từ hộp hộp thì mình chồng lên thì nó là gì có thể bị đè bẹp nó hỏng hoặc là rất là khó lấy nên là chúng ta phải lưu ý tạo ra những cái kệ sao nó phù hợp. Chỗ vật tư thì mình thường sử dụng luôn ngay cái label trên cái hộp của vật tư. Thành ra chúng ta phải để ý nghiên cứu cái xu hướng thị trường là những cái nhãn cái nó là nó màu sắc như thế nào á là nó khá là quy chuẩn hầu hết các hãng là đều nó rất là giống nhau thành ra chúng ta tận dụng luôn cái nhãn đó thì rất là tốt còn nếu nó khác thì mới chúng ta mới làm cái nhãn bổ sung còn cái gì cũng làm nhãn thì rất là mất công rồi đánh dấu kiểm kê để đếm nhanh cái này nó sẽ rất là tiện ở trong kho lớn còn kho của của các của anh chị nếu mà kho nó ít thì không cần thiết với cái này ở những cái kho lớn mà kho tổng á người ta kiểm kê đếm rất là nhanh thấy cái cái kệ đó cái xe đó nó đầy là, là biết là đó là ba ngàn cái này nó lẻ lẻ ba ba không có gì thì nó còn 2 tám ví dụ vậy ha họ đánh dấu họ có cái hệ số thì cái này làm thực tế thì mình mình biết là đếm rất là nhanh vô họ liếc qua một cái là họ biết là tổng số tồn kho trong họ là bao nhiêu thì đây là gọi là đánh giá để mình kiểm kê nhanh cái này nên tận dụng và cái cuối cùng là vẫn là bóng mờ ha bóng mờ để cho mình có thể biết cái chỗ nào mình để vào nếu mà chỗ đó có nhiều người lấy cái tình huống thứ tư là quản trang thiết bị thì đầu tiên là để đảm bảo về thực hiện nghị định 36 thì mình phải có hướng dẫn sử dụng và mình tích hợp cái này, cái này có một mã số của quản lý, thì bị có một cái ID, mỗi cái máy, một cái thiết bị nó có một cái ID khác nhau thì để mình phục vụ cái hướng số hóa. Cái thứ hai là cái nhãn này nó phải quản lý từng từng cái ID lưu ý cái đó. Nếu mà không có cái ID này thì rất là khó quản lý. Uh, mình làm bóng ở kép nghĩa là có một cái một cái cái nhãn ở trên cái máy đó và một cái nhãn ở ngay cái chỗ nó để thành ra nếu mà mình lại cái chỗ khu vực mà bảo quản mà mình thấy nó còn cái nhãn không nghĩa là máy ta lấy đi sử dụng hay là nó mất đầu tiền mất tiền mình đếm là biết còn mấy cái mà nếu mà họ đem ra sử dụng rồi họ đem về họ cũng để đúng cái thứ tự đó biết là cái máy số máy đã lấy đi xài cái uh, thứ ba là cái red tag là quản lý hư hỏng và bảo trì đột xuất á, ha, là cái phần trước này à, chỗ ví dụ về sơ đồ 5 s của các phòng á, niệm cái phòng của một cái khoa lâm sàng á, niệm đã có ví dụ về cái, cái tác niệm không lập lại cái nội dung định đó và cuối cùng là tem bảo trì cái này thì không biết là các nơi có làm hay không nhưng ở như đồng một là để uh, triển khai cái tem bảo trì nhưng mà nó cũng chưa được ổn cho lắm các bạn sử dụng lưu ý cái tem bảo trì khi nó đến hạn những cái loại bảo trì kéo dài thời gian bảo trì dài ví dụ 6 tháng một năm thì bao lâu hàng tháng tới còn 1 tháng nữa tới hạn thì mình phải lo đề xuất họ họ lên kế hoạch bảo trì còn những thứ nó gần dưới 3 tháng bảo trì thì nó phải một tuần ví dụ như vậy ha mình phải có những cái này để mình thực hiện tốt cái quy trình sử dụng của bảo trì thiết bị y tế về trang thiết bị thì các bạn lưu ý nữa về 5 s cái dây dẫn 5 s cái giá đỡ để tránh gặp cái dây nó hư có nhiều khi những cái cáp nhiều cáp ơ sơ rê đồ cáp điện não mà nó gãy góc, góc này tốn rất là nhiều tiền là mình không có đồ mình xài nữa rồi nó rớt cái trang thiết bị dây nó dây điện nó bắt tùm lum hết mình đi ngang là vấp ngã té mình bị chấn thương rồi cái máy nó cũng rớt xuống đất theo có khi mấy trăm triệu và an toàn điện nữa đó được rồi rồi là mình thấy là chỗ phòng city là bị chuột cắn đó ha nếu mà mình 5 s cái dây điện này vô trong những cái ống bảo vệ thì cái xác suất mà bị chuột cắn nó sẽ giảm đi rất là nhiều cái này hồi lúc mà phòng quản lý chất lượng mới thành lập được nhận một cái phòng hồi trước là cái hội trường thì về lại dây điện rất là nguy hiểm à, nguy cơ nổ điện giật thôi là hầu như được thường trực thành niệm có đề nghị cái anh tổ thợ họ làm 5 s lại cái dây điện của phòng niệm bây giờ nó là tương đối nó tương đối nó đi vô trong những cái đường ống thành ra lau nhà hay gì đó cũng cũng rất là khá là an toàn thành chúng ta lưu ý đối với thiết bị thì nó có hai cái nguồn đi vô một là dây dẫn dây dẫn để mà sử dụng nó và thứ hai nữa là cái dây điện là chúng ta phải 5 s cái hệ thống dây này để cho nó duy trì cái tuổi thọ và nó đảm bảo an toàn về thứ năm thì trong niêm yết công khai tài liệu thì hiện giờ đó đi các khoa thấy dáng rất là nhiều ha dán rất là nhiều thậm chí là khi mà triển khai cái năm đúng trong sử dụng thuốc đã khá là lâu thì có một đợt đánh giá thì niệm tới một cái khoa lâm sàng niệm vẫn thấy là ba trăm năm đói thì nghĩa là rất là cũ rồi thì lưu ý là những nội dung tài liệu phải được thẩm định mình tóm tắt lên mình treo lên đó mà nó sai với cái tài liệu gốc á là người ta sẽ làm sai hết tại cái này trực quan người ta cứ theo đó ta làm Thành ra mình làm công tác quản lý mà mình treo lên nó sai là lỗi hệ thống, lỗi của mình. Còn ở đó không phải lỗi nhân viên. Thành ra mình phải thẩm định nội dung đó là kỹ. Rồi ở những cái vị trí nào mà dễ tiếp cận thôi. Nơi nào thức đó, đừng có treo quá nhiều. Treo nhiều quá nó không còn ý nghĩa cảnh báo nữa, nó không còn hệ thống nhắc nữa. Mà chỉ treo vừa đủ những nơi nào. Chỗ đó là để tiêm thuốc, thì mình treo những cái hướng dẫn liên quan đến sử dụng thuốc. Chỗ đó để làm cái cái gì còn chỗ đó là xác định người bệnh rất quan trọng thì có bản xác định người bệnh có thể là nó cần thiết không vâng rồi mình phải đảm có bảo cái hiệu lực như hồi nãy niệm nói là chỗ ba ta năm đối với năm đúng ha thì mình phải gỡ cái cũ ngay có cái mới cập nhật là phải gỡ cái cũ thành nếu những cái khoa làm iso rồi như khối xét nghiệm á, thì những cái tài liệu này được kiểm soát rất là chặt chẽ tài liệu treo tường này kiểm soát nhiều khi còn chặt chẽ hơn là tài liệu giấy và cái cuối cùng là phải thẩm mỹ Ờ, nhiều khi là treo nhìn thấy nó khá là bừa bộn thì nó không còn là 5 s nữa và những cái là rất là hỏng rất là lâu rồi nhưng mà vẫn còn để đó tốt nhất là mình thay cái mới tình huống cuối cùng mà muốn giới thiệu với các bạn đó là 5S trong thương mục máy tính à, cái này nó hơi mờ ha Đây là cái thương mục thực của phòng quản lý chất lượng trước khi mà can thiệp họ đặt tên là bằng bằng chữ thôi là nó xếp theo alphabet trên máy tính nó sẽ mình xếp thứ tự theo như nó sẽ xếp theo alphabet như vậy thì mình không đảm bảo nếu mình mình muốn làm cái hồ sơ của mình mà nó gọi là 5 s uh, xếp theo đúng cái thứ tự trong cái hồ sơ giấy ha tức là cái hồ sơ mình nó có hai bản hồ sơ một cái hồ sơ trên giấy nó xếp theo một cái tập tự này còn hồ sơ trên máy nó xếp theo một tập tự khác thì ra mình dò kiếm gì rất là khó Thành ra mình phải làm 5S trên cái thư mục này thì tốt nhất là mình dùng mã số. Thì sau khi mà nhóm can thiệp thì các bạn thấy là họ xếp là những cái nhóm đó họ có thể ký hiệu là A, B, C gì đó không biết. Rồi sau đó là cái mã số, cái công thức bên kia là B00. Rồi cái tên phía sau là cái tin tắc để cho con người. Cái phần mà B00, B01, B02, B03 đó là phần dành cho máy sắp xếp. Còn cái phần phía sau là đuôi cái đuôi cái ghi chú để cho con người hiểu cái tài liệu đó là cái gì. Đó thì nó có cái quy tắc này. À, thì quy tắc này nó cái 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 bên kia nó đã thực hành 5S và mình xếp rất là dễ. Nó rất là dễ. Ở trong cái hồ sơ nào mà nó nhiều á, nó nhiều phân lớp á thì thông thường họ sẽ sử dụng ký tự. Ký tự đầu tiên là bằng bằng chữ. Cái alpha B. Ký tự thứ hai á là họ sử dụng số, nhóm nhóm thứ hai là họ dùng số nếu mà vẫn chưa đủ code họ họ quay trở lại họ dùng chữ tiếp nhưng mà họ lúc đó họ dùng chữ in thường. Ban đầu là chữ in hoa, số, chữ in thường, rồi lại số tiếp. Như vậy thì bạn có thể tạo ra những cái cấu trúc rất là nhiều bậc và đảm bảo cái độ dài. Hình như nó hơi bị nhòe ha. Hơi bị nhòe cái hình này. Thì thôi là niệm chỉ nói cái nguyên tắc gì vậy thôi. Thì đây là cái 5S trên thư mục máy tính. Thì nếu bạn nào mà sau này lập hồ sơ điện tử thì đặt cái tên file này phải theo thứ tự thôi phải có 01, một hai không ba y chang như thứ tự bạn xếp vô trong cái hồ sơ giấy ha hồ sơ vật lý là xếp đầu tiên thì nó là phải là không một còn không là nó nó tréo ngoe giữa cái hồ sơ vật lý với cái hồ sơ ở trên file điện tử thì chúng ta sẽ rất là khó trong quá trình kiểm đếm kiểm tra tài liệu và cái tên file á cái tên file mà ngày mà mình lập xong cái file cái bản cuối cùng á thì ngoài những ký hiệu mã số như hồi nãy thì niềm khuyên là mình nên đặt tên theo năm tháng ngày để biết ngày lập của nó vì nếu ngày lập ngày hôm nay là ngày 21 tháng 12 mình sẽ ghi một chuỗi liên tục là 2021 12 21 là mình nhìn cái đó mình sẽ hiểu là năm 2021 tháng 12 và ngày số 21 vì nếu nó lập được ngày hôm nay thì cái đây modify phía sau kia sẽ đúng ngày hôm nay cái file đó mà mấy tháng sau có một người tự nhiên truy cập vô rồi chỉnh sửa nó sẽ sửa cái ngày đây modify thành ra chúng ta kiểm tra là biết đã có người can thiệp vào cái hồ sơ của chúng ta cái chuyện mà bảo mật và an toàn hồ sơ điện tử là một câu chuyện mà chúng ta phải lưu ý đặc biệt là chúng ta sử dụng những cái công cụ những cái máy tính rất là bình thường không có cái cơ chế gì bảo mật thì sử dụng những cái những cái ký hiệu như thế chúng ta sẽ để phát hiện cái hồ sơ đã bị ai can thiệp và chỉnh sửa hay chưa đó là cách để một cái ví dụ về 5S, thì cái này là nhóm uh, uh, 5S của phòng quản lý chất lượng năm ngoái có thực hiện và mới hoàn thành năm nay. Đây là những thứ mà không phải 5S mà chúng ta rất là dễ nhầm. Thứ nhất là tổng vệ sinh, lâu lâu dọn nhà rất là sạch sẽ nhưng mà mấy bữa sau nó quay trở lại. Thứ hai, một cái bệnh mà cũng khá là phổ biến ở những khoa phòng ở trong nhi đồng 1 đó là đội phục vụ chỉ có mấy anh chị làm dọn dọn thôi dọn và dọn tức là đội phục vụ ha chuyên đi dọn dẹp dán nhãn và cho tất cả mọi thứ vào rổ đương nhiên 5s là phải dán nhãn nó phải có dán nhãn nhưng mà phải trả lời câu hỏi là dán nhãn cái gì à, cần khi nào cần dán và cái nhãn nó phải chứa những thông tin tối thiểu gì mình cổ động 5s 5s và 5s nhưng nhìn xung quanh thì nó tùm lum s hết Thế đó là rất nguy hiểm ha à, chia chia lãnh địa chị lên địa hai chỗ này cái anh đó anh gọn gàng chị đó chị gọn gàng ngăn nắp rồi rất là ngon qua bên kia là tiếng ghê luôn mà ai mà xâm phạm vô lãnh địa mà lộn xộn á là là ăn đòn cái đó thì nó cũng gây ra xung đột cũng không nên chia lãnh địa để quản lý nhưng mà mọi thứ ở trong khoa thì nó phải theo một cái thông lệ thông lệ chung theo một cái quy tắc chung và cái cuối cùng ở chính giữa, niềm để rất cho màu nó hơi đặc biệt một tí xíu, thay mới tất cả mọi thứ. Đó không phải là 5S, tại vì mình thay mới rồi vài bữa nó sẽ cũ ngay. Nó không có duy trì được, thành ra cái gì không cần thiết thì đừng có thay để tiết kiệm. Vì 5S là một trong những mục tiêu nó là cốt mà, phải có chi phí nó phải thấp. Đó thì chúng ta lưu ý một số cái điểm, không phải là 5S. Và nếu mà chúng ta vi phạm thì có thể nó sẽ không có ổn cho lắm. Và để kết luận lại thì anh em có ba ý ha. 5S nó là một công cụ trực quan. Nó giúp chúng ta kiểm soát môi trường. Nó là điểm mốc khởi đầu. Nếu chúng ta coi lại cái mô hình của Linh á thì nó có những cái bước. Bước đầu tiên là đầu tiên là 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 là, là mình phải làm sao cải thiện được cái môi trường kiểm soát cái đã cho nó tốt cái đã rồi trên cơ sở mình biết là mình mọi thứ đâu vào đó nó nằm ở chỗ nào chỗ rất là gọn gọn gàng rồi mình đo lường chất lượng mình biết thực trạng đó là những cái điểm rất là quan trọng trên cơ sở mình 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 có cái hệ thống nó quản lý rõ ràng nhưng kiểm soát được cái lãnh thổ của khoa phòng mình rồi mình mới phân quyền lại cho ai ra quyết định cải tiến và được quyền làm tới cái gì và trên cơ sở đó nhóm họ sẽ thực hiện những cái hành động cải tiến và tới cuối cùng là nó vận hành rất là tốt và mỗi nhóm sẽ có một cái kiểm soát cái kiểm soát được cái tiến độ chung như thế nguyên một cái nguồn máy á, nó sẽ chạy một cách rất là trơn tru và có sự cố có tình huống phát sinh gì mới á, là mình mình chạy một cái rất là trơn tru thì để thực hiện được cái đó thì năm ấy cho nó tốt á thì yêu cầu số một là cam kết của lãnh đạo và sự đồng thuận sự tham gia của tất cả mọi người ở trong khoa không có chừa một ai không có chừa một ai ha đó là cái yếu tố thứ nhất để đảm bảo thành công thứ hai 5 s sẽ phải giúp chúng ta xây dựng cái môi trường văn hóa tổ chức nghĩa là mỗi người phải đóng góp cho một tí xíu ráng điều chỉnh mình một tí xíu để cho khoa vòng mình nó ngăn nắp sạch sẽ đây là yếu tố văn hóa tổ chức còn nếu chúng ta chỉ hô hào truyền thông thì nó được mấy tháng sau là nó xịt xẹp lại nó không có duy trì mà để cho người ta hình thành cái nét văn hóa cho nó tốt này thì phải làm sao cho rất là dễ rất là dễ hiểu rất là dễ làm thì những công cụ trực quan á, là yếu tố rất quan trọng còn nếu mà sau này mình có thêm công nghệ thì nó dễ hơn nhưng mà nói gì chứ công nghệ nó cũng có mặt trái của nó hồi xưa mình có thể nhớ số điện thoại 10 số điện thoại những người thân quen của mình văn vách đúng không bây giờ nhiều khi hỏi số điện thoại của ông là số gì cũng quên luôn để tôi coi cái điện thoại cái đã hồi xưa mình ngủ dậy là nó đúng bon cái giờ đó là mình thức dậy bây giờ cái nghe cái đồng hồ báo thức mới thức dậy nó là công nghệ đôi khi nó cũng chuyển đi một trạng thái khác đó thì thì có mấy cái điểm muốn trao đổi như các anh chị thì để kết lại thì niệm có mấy cái câu gọi là tạm gọi là câu thơ cho nó vui về chất lượng ha quản lý chất lượng làm cái gì nó cũng gian khó hết nên ra niệm sinh tặng các anh chị bốn câu Quảng chi gian khó ta cùng tiến Lý luận tinh thông đến thực hành Chắc là bản sắc cần phải giữ Lượng thì cần phải đến với đông Xin cảm ơn các anh chị Đây là cái phần tài liệu ha Đây là cái phần tài liệu mà các anh chị có thể tham khảo Có hai cuốn niệm giới thiệu Một cuốn thứ nhất là Fire for Healthcare Năm 2000 này lẻ chín cuốn này là có niệm thấy các bạn ở trong cái nhóm QQ Solution có dịch ra tiếng Việt á để trên cái trang QQ Solution ai muốn coi bản tiếng Việt thì có thể tham khảo cuốn thứ hai là cuốn 1990 của Hirano mà niệm giới thiệu đầu 5 S for operator và có cái tiêu chí thực đánh giá thực hành tốt 5S của của văn phòng VBC ha ở phòng quản lý chất lượng thì như lần một thì có cái hướng dẫn năm 2016 tới giờ vẫn không cập nhật nó còn y nguyên còn các bạn làm văn bản thì phải lưu ý quyết định số 38 2014 của của Ủy ban nhân thành phố về hướng dẫn lập hồ sơ và chỉnh lý số hóa và lưu trữ